Rồi, xin chào cả nhà nha. Điện thoại hồng của em đó đi. Ngọc Ánh Ánh, à, Ngọc Ánh thì lăn. Hello cả nhà, chị nào thấy Nguyên rồi tương tác giùm Nguyên nha. Rồi nhá, chị nào vô like rồi tương tác lên luôn giùm Nguyên nha chị em mình ơi. Từ 23 tháng 7 giờ luôn. Rồi nhá, chị nào thấy Nguyên rồi tương tác lên luôn giùm Nguyên nha chị em mình ơi. Rồi nha, lên dùng Nguyên nha chị em mình ơi, tương tác lên luôn dùng Nguyên nha. Lên thôi, quá là nhiều hàng sale bộ hãng nè. Tối nay áo lên còn lẻ tẻ là Nguyên sale nó hết nha. Đây là chị em mình tranh thủ. Em mua thêm mới đi đơn. Từ 25 tháng 7 lận rồi. Nhận hàng rồi đẹp lắm, cảm ơn Trương Hạnh nha. Hàng đẹp giá chắc như nước cắt luôn shop. Cảm ơn Nguyễn Thị Lành nha. Rồi ok, lên luôn nè. Lên luôn nha. Cà chua chị ơi. Hả? Không trả lời à? Đọc có đọc không? Không. Rồi lên đi trẻ mình ơi, mỗi trẻ mình vô xem like tương tác lên luôn dùng Nguyên nha. Rồi lên luôn nè, tối nay quá là nhiều hàng sale nha. Những cái mã lanh, những cái mã lanh cọc tay nè, lanh sắc nắp nè, là Nguyên sale hết. Thứ còn mẫu, mẫu 2, mẫu sale hết. Rồi cho Nguyên có bao nhiêu còn, bao nhiêu cái áo để bỏ ra luôn, cho Nguyên bán tặng đầu like luôn. Còn mấy cái bỏ ra bán tặng đầu like luôn. Có được bao nhiêu cái bỏ ra bán tặng người cái luôn. Dạ chị ơi, đi đơn rồi, chị ơi, chốt đơn xong là đi đơn hết rồi nha. Cái nào mà nhà em chốt ok rồi là cứ đi đơn rồi, chứ mỗi chị em mình vô like á mà cứ hỏi đơn chị đi chưa em cũng không biết luôn. Đã chốt ok là đã đơn hết rồi, không còn cái nào hết. Ngay đất á Huyền, nhớ ngay đất ấy. Đâu rang bóc được cái đang mang luôn. Chị 70 kg giờ không, không có màu này, đang chưa có hàng về. Treo mão bên đây là Nguyên để y trên này luôn. Rồi, bán tặng trước con áo đang mang, kiểm tra thử là mình đã chia sẻ hết chưa nha. Bán tặng trước con áo Nguyên đang mang, cỡ này còn 5-6 con gì nè. 5-6 con hàng này dễ mình thấy không? Hàng shop bán cho chị em mình cả 100-120 cái. 100-120 cái. Mà thôi để lên cái này trước, hàng xã trước đi đã. Lên cái hàng xã trước rồi là đã lên hàng sale sau nha. Rồi con đầu tiên lên luôn dùng Nguyên, con đầu tiên lên luôn dùng Nguyên, mã đầu tiên nha. Comment mã này mã tặng đi, 15k, size này dành cho trẻ mình đến 60, tặng 15 và size này đến 60 là trẻ mình chốt ok nhé. Comment mã tặng 15, cố gắng là vô xem like, nhớ chia sẻ lên luôn dùng Nguyên nhé. Tối nay về thêm cái bộ bộ mì hãng xịn sò xíu em cũng lên đó luôn trẻ mình luôn nha. Lên mã tặng 15 nhá. Chị nào lấy mã tặng 15 comment mã tặng 15 luôn dùng. Chị này mua có một cái váy trẻ mình biết từ ngày 29 mã để gom. Để gom miếng, em không biết mà gom kiểu gì luôn á. Này. Mua này trẻ mình mua shop khác làm sao người ta nhiều shop à, đi like nào đi like đó. Áo sắc nách sau lưng em bao nhiêu rẻ lắm, xí em bán tặng. Xí em bán tặng rẻ lắm, vô nhà em thì trẻ mình yên tâm là nó rất là rẻ.
35.000 váy. Hết tặng 15. 35.000 váy con cá nha. Chị nào lấy váy 10, váy 35. Form này chị em lấy 60 vô tư nhé, váy 35. Comment mã váy lan 35 luôn dũng là được. Váy lan 35, chị nào lấy váy lan 35 chút váy lan 35. Con này mình còn hàng không ta? Con này mình còn hàng không? Màu xanh. Màu xanh này hết rồi. Màu xanh này hết rồi. Nha, rồi lên luôn dũng cái này tàu khô mới vừa đi 59k. Mới vừa đi 59k. Chị này từ đợt hàng trước luôn. Để gì chị ơi, để gì chị ơi. Cho chị Hoàng Lan đi. Cảm ơn chị Thúy like hoặc để gì không biết, chắc là để váy đúng không? Để váy đúng không? 49.000 cho chị Hoàng Lan. 49.000. Comment mã này là mã xanh 49k luôn dũng nhá. Size chị em lấy 60 62 vô tư. 60 62 vô tư con này. Xanh 49. Xanh chị Bion Nguyễn. Bion Nguyễn tranh thủ một chốt đi. Chứ kêu nhỏ biết không chốt được. Chị này chốt đơn xong á là gọi tới gọi lui không được. Trương Hải Lý. Set này size 62 vô tư. Set này đẹp lắm luôn ấy, màu này không còn cái nào luôn. Này, set này cực đẹp luôn, size 62, size 60. Hết size. Size 60 nha. Form này chị em mình để 60 vô tư nè. 60 vô tư, 62 vô tư, set này cực đẹp luôn. Lên mã xịn luôn dùng nha, 115.000 set này luôn. Xịn 115, set này đẹp lắm, chị em mua thử set này đi. Phải đẹp lắm, em chạy size chị em yên tâm. Phải nó đã lắm, giống như là lụa Nhật ấy, lụa Nhật. Hay nó mỏng hơn cái chất vải hai biên của quần công sở xíu. Phải sướng lắm, mắt mượt à, nè. Nhìn nè, đường kim mũi chỉ luôn dùng nè. Màu này làm gì còn hàng. Lên mã xét xịn luôn dùng á, 115.000. 115.000 lên mã xét xịn luôn dùng, ok. Cái phối này em đang đi trẻ mà 50 mấy, 55.000 đúng không? Mã này cũng hết hàng. Mã này cũng đang hết hàng. 49.000 luôn. Lên mã phối. Xét đó vải quá đẹp, cảm ơn Mariana nhé. Xét cho chị Nguyệt Ngọc. Rồi nha, lên luôn dùng cái này. Comment mã này là mã 45.000. 45.000 luôn. 45.000 phối luôn. Con này trong vải tôm mì á. Đẹp mà rẻ đúng không? Mình thấy mã đó em chạy rẻ quá luôn. Hình như mình còn một set màu xanh đúng không? Còn set màu xanh đúng không? Cái này theo bên này. Lên mã áo luôn dùng nguyên nhá, 45k luôn. Áo mì theo nhá, 45k. Phối giày truyền mai đang còn một bộ này. Thôi em bán tặng nó luôn, dứt luôn mã, không còn mã nào mà hết cái này hàng sót lại. Còn một mã, dứt mã luôn. Nha, lên mã set xanh luôn dùng 115.000. 115.000 cái set này luôn, đẹp lắm chị em mình mua thử cái set này đi. Nha, 115.000 lên mã set xanh 115 luôn dùng là ok nhá. Set xanh 115, chị nào lấy set xanh 115 chút lên nhanh tay luôn dùng em. Cái này thì mới hồi tối. Cái này là nguyên tắc áo tách quần đây nè. Bì à. Sao đấy chị Nguyễn Ngọc ơi? Chốt chuẩn giùm em đi chị ơi. Mới vừa lên xong bao nhiêu người giờ phải lượt lại. Xét hồng như chị Thanh Anna. Đã ghi rõ là xét xịn rồi mà. Em ghi rõ là xét xịn rồi mà. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái bộ này. Xét cho chị Bảo Trân, chị Thanh Anna có màu kia rồi. Bộ này á là áo em nhập vô tầng 115, áo quay lộn 105.000. Nhưng mà về bị nhầm áo, nhầm quần. Nên là em bán tặng thôi. Chị này mới chốt hồi tối, 79k luôn. 79k luôn, riêng bằng con áo xịn này thôi chị em mình nè. 79.000 đúng, không bằng con áo xịn. Chị em mình mua con này người ta bán nhất là 99.000 cái áo rồi. Lên mã bộ 79k size chị em mình 62 vô tư. Bộ 79, em nói này, nhầm áo nhầm quần này. Chữ của nó là chữ áo như này, chữ quần như thế này. Nha, nên lên luôn dùng nguyên mã này là mã nhầm 79k luôn dùng là được nhá. 79k. Nha, chị nào lấy mã 79 comment mã 79 rồi lên luôn dùng này. 60, 62 được luôn á chị Bảo Trân. Rồi con này 19k luôn, size 52. Quần 19, con này chắc đuổi lụa nhá. 19k size 52. Comment mã 19k size 52. Cái này thì từ cái thời nào chị em mình? Cái này là hồi nãy giờ hai mã rồi nha. Lọc lại à. Chị này là chị tóc ngắn hay chị tóc dài ta? Thế lên lọc lại. Bộ 49k luôn. 19 nha chị Trương hay. Size 50, bộ 49 size 50, hàng này hàng em chạy 85.000. Bộ 49k size 50 nhé. Chị nào lấy bộ con này dòng đuổi tơ nhé. Bộ 49 size 50. Mã 79 nha. Bộ này 49k và size 50. Chị nào lấy bộ 49k và size 50 nhé. Bộ 49k và size 50. Lên mã tặng bé 10k luôn.
Tặng bé 10k luôn. Size 13 là hết được. Hết bồ 49. Bé size 13 nhé. Bé size 13. Comment mã 10k tặng 10k. Bé size 13 và tặng 10k. Thì nào lấy bé 10k. Này chỉ bỏ lại trơn. Ba mã rồi đấy. Lên mã bé, đúng mã cho em nha. Đọc đúng mã luôn. Chị Nguyễn Diệu bữa giờ có đơn không thấy ghế lái nè. Nguyễn Diệu nên Nguyễn Diệu ghế lái đúng rồi. Nguyễn Diệu đứng chỗ này là Nguyễn Diệu ghế lái đó. Địa chỉ là bồ là kẻ đúng không? Lên rõ mã cho em nha. Chị Hoàng Lan. Này, con 60. Ba xíu nữa về con, ba xíu nữa về. Lên mã này là mã trung tuổi. Nhắn đi vô coi TV với nhiếp kìa. Của chơi nhịp đó. Áo nào chị ơi, áo nào đấy chị Mai Lê ơi. Áo nam à, áo nam. Mét 75 à, mét 75 thì hơi nắng. Mét 75 mà nhích size lên. Rồi ok nhá, lên luôn dùng con này, lên mã trung tuổi con này chị em 49k luôn. Hàng này ít ra rẻ mình đi mua 120 đến 150 nghìn. Nha. Áo trung tuổi size đến 60. 49k luôn, lên mã áo trung tuổi luôn dùng là ok. Áo trung tuổi luôn dùng là được. Áo trung tuổi chị nào từ ngày 23, chị nào mà lâu quá là em xả hết. Chị nào mà lâu quá là em xả hết, nhắn tin thì không trả lời mà cứ để đó, chịu luôn. Cứ để đó ghé nè. Cứ để đó ghé từ cái thời nào nhắn tin lại thì không trả lời. 20k luôn con này. Đây chị Thu Tâm Lê. 20k con này lên mã nách luôn dùng là ok nhé, giấy tàu. Giấy tàu nhé, 20k. Thấy chị Thu Tâm Lê rồi đó. Chúng tôi cho chị Thảo Mau. Nè. 20 luôn dụng tiếng. Comment mã 20 tiếng. Nha, chị nào để ý chị nào ghé lái mà không ghé lái là em xả hết, mà đã xả ra lần sau em không chốt đơn nữa. Nha, như thế thôi. Phone này chị em lên 60 lên mã xịn luôn dụng nguyên nhé. Con này xịn nè. Con này chắc giống như mango nhưng mà nó dài hơn mango nhá. Phải con này đã lắm, lên mã quần xịn luôn dụng là được. Gì? Ghê cái con. Tình ngô ra chất chấm. Hộp đó mình còn bao nhiêu hộp. Đây mã quần xịn luôn dùng nhá, size 60. Size 60 nhá, chị nào lấy cái này ngày mai đi chị ơi. Con này là size 60 vô tư nè. Lên mã xịn con này em đi chị phải 59k luôn. Chị Trương Thỏa sao đơn chị Trương Thỏa không. Không nghe máy. Ừ. Đâu, trên app nó để không khách không nghe máy mà. Ừ. Lên mã quần xịn dùng nguyên á. Ừ mà biết rồi, sao có mặc quần đó. Ôi cởi trúng nhá. Nhanh người ta đang bán hàng mà mình ra mình cởi trúng. Xíu nữa mày mau mã cho. Xíu nữa mà thay cho kỹ hắn đi. Rồi ok chị. Thế con tự vô lấy quần con mặc đi, nhanh đi. Bảy cái em đang hết rồi chị ơi. Từ từ. Lên màu bò phía sau chút luôn là cái nào màu bò. Cái nào. Áo len hàng rồi ok, em bán tặng. Yên tâm. Tối nay nó rẻ lắm luôn. Comment mã này, quần xịn cho chị à. Cho chị nào. Quần xịn cho Sô-cô-la Nguyễn. Sô-cô-la Nguyễn. Bộ này mới vừa đây xong. Bộ này là bộ hàng hãng size 55. Comment mã xanh chuối hàng hãng size 55. Cái nó kia áo. Phải cái quần. Ừ, để cho con này rồi mai mang. Đi vô phòng đi. Đi về chơi. Lên mã bộ này em đi về mình là 69k luôn. Bộ hãng nhá, 255.000. Bộ này là bộ lăn cao cấp nha. 69.000, màu xanh chuối, màu xanh đẹp nữa. Màu này lên trắng da lắm nè. Lên mã bộ xanh luôn dùng nhá. Em đi luôn trẻ mình là 69.000 luôn dùng nguyên cái váy lanh này con. Váy lanh chút chưa? Váy lanh chút rồi. 69.000 nhá. Lên mã bộ xanh 69k luôn nhờ được. Đây này, còn một cái váy 35.000 nóc luôn. Một cái váy lanh 35. Dạ chị ơi, ở Đà Nẵng nhé. Ở Đà Nẵng nhé. 35.000. À, từ từ. Hà Hồng Huỳnh áo nam treo phía sau là 79.000. 79k còn size nhỏ xíu em lên sau. Bộ xanh chuối em hết rồi. À, 69.000. 69.000.
Chị Hoàng Hảo em nói như này nè, em đọc cái mã nào cái là chị ưng á là chị comment luôn, chứ chị mà cứ để cho chị cái này để cho chị cái kia là hết rồi nha. Em đọc mã chị ok là chị lê hết rồi chị ơi. À, váy lanh cho chị Dung Nguyễn rồi, con áo em đang mang luôn, em còn mấy con em bán thằng nót luôn nha. Ừ, áo màu hồng con Vân lấy quần con mặc đi, đừng có lấy áo nữa. Ừ, không thấy quần sao lại không thấy quần được, quần đây nè, quần nó kêu dơ. Quần nào cũng được mang tạm đi, rồi xíu ba về ba lấy ba mang cho. Rồi nhá, lên con áo em đang mang chắc này, giãn vô tư thoải mái luôn. Váy lanh em hết rồi, bộ nam có nhá chị ơi, bộ nam có này chắc này. Áo trắng sát nách phía sau bao nhiêu tiền, rẻ lắm, từ từ chờ em xíu em lên bán tặng hết. Còn ít em bán tặng, em bán tặng mã này trước nè, size này dành cho chị em mình đến giãn vô tư thấy cái cũng được, cơ bản là chị em mình thích mang ôm được hay là không nhá này. Kéo chiều nào giãn chiều đó nha, nhớ luôn dụng này là dặn gọi là trẻ trẻ mang thôi, còn nhiều chị nhận hàng về em ơi cái áo là sao mà nó ngắn quá làm sao chị mang, nhiều người đứng tuổi xíu cái áo nó ngắn quá làm sao chị mang. Đây để ý luôn cho em nha, cái vấn đề này em nói rất là nhiều lần rồi, cái này dặn trẻ mang phong lửng lửng như này nè. Con này em đang bán đi trẻ mình là mấy tiền, 79.000 à, đi nó luôn trẻ mình, con này 65k luôn. Ừ, đóng cửa mang quần, lấy quần mang vô mấy cô leo chừ. Đi trẻ mình là 65.000 một cái này luôn, nót luôn. Còn được vài cái nhá. Lên nha chị em mình ơi, lên mã áo sọc 65k luôn. Em còn rất là ít, đi nót luôn trẻ mình, con này 65k. Chị em mình nghe cái giá vừa nguyên, chắc dạ giãn rất là sướng luôn. Không nhà nào bán dễ mình giá này. Hot girl ít nhất bán chị em mình 101.000. Thế 101.000, đưa đây lại mẹ mở cho. Uống một xíu xíu thôi nhá. Em đi luôn trẻ mình, con này giá lên trẻ mình 65.000. Lên mã sọc 65 luôn nữa là được nhé. Nào xíu nè ba ơi, xíu nữa ba về ba mua cái dáng cá nhân cho em nè. Em mày đứt tay nè. Đấy, nói thử hư ba có nghe không chị ba nhá. Mà nói rồi đó. Rồi ok. Rồi nha, lên mã áo sọc luôn dùng nguyên nhá, bao đẹp luôn. Sọc cái chị Cẩm Vân. Sọc cái Cẩm Vân nè. Sọc sếp đâu có. Cho chị Thu Tâm Lê 65.000. Chị Nhung Kiều ơi, sếp em hết rồi. Em đang đi trẻ mình, con này 65.000 trẻ mình, nhìn cái độ giãn này. Giãn vô tư, giãn thoải mái, kéo chiều nào em giãn chiều đó nhá. Nên là toàn bộ chị em mình mang sẽ là mang ôm, nhưng mà form áo là form lửng này, chứ không có dài súng nha. Nói trước chị nào xác định mua mặc được là chốt nha. Xác xịn hết rồi. Bên nó còn màu chị, không phải màu đỏ à? Nó đó chứ đâu, nó đó chứ đâu. Thấy rồi, có rồi đó chị, có rồi chị Cẩm Vân ơi. Rồi lên sọc luôn dùng em nhá. Sọc bộ sọc đằng sau bao nhiêu ký vừa? Sọc cái chị Hiểu Thương. Bộ sọc đâu ra trời, cái Dương Trang luôn. Từ từ em lên hết ha, sale hết yên tâm. Lên mã sọc luôn dùng nguyên, em đi luôn trẻ mình là 65.000. 65.000 sọc, chị nào lấy sọc chốt sọc. Ừ, áo nào? Áo cổ nào đúng không? Có còn bao nhiêu áo cổ này? Đây. Dồn thử trong đó, đó. Một hai cái thôi. Còn đúng hai cái. Cái này là lên lưới nhá, trẻ mình về. Một là chị em mình mang thêm cái ống ở trong nữa, cái này tầm khoảng 55 độ về thôi. Cái này là form vừa vừa ở này nè chị em mình này. Còn được có hai cái thôi. Giá này lên bán tặng nha. Hot girl bán chị em này bao nhiêu tiền? Chị em mình đã mua con này bao nhiêu tiền? Phải là 105.000 cái không? Phải không? 105.000. Còn chỗ nào nó rẻ sale chị em mình 95.000. Chỗ nào rẻ là sale chị em mình 95.000. Em đi luôn chị em mình, con này giá lên chị em mình 60.000. 60.000 cho chị thấy lai hòn cái thì tây tây cái. 60.000 còn đúng hai cái thôi, sợ chưa? 60.000. 60 nha. Được hai cái thôi, 60. Giá này sale em nói là sale bắt cấp luôn. Sale bắt cấp luôn. Còn màu trắng, lên mặt cổ trắng, sợ chưa? Cái này là phông lửng như này nha. Không phải, không phải là phông lửng nhưng mà phông vừa, nó không có dài xuống nha. Rồi lên mã này là mã cổ trắng. Hết cổ nâu nhá. Comment mã cổ trắng luôn dùng em đi chị em 60.000. Em tự tin luôn, em biết ở ngoài thị trường người ta đang bán bao nhiêu tiền. Đơn hồi chiều, dạ đi đơn rồi, chốt đơn xong là đi đơn rồi, hết nu rồi nhá. Em vẫn biết hàng hot girl người ta bán bao nhiêu tiền, nhưng mà em thích là em bán tặng thôi. Cổ trắng nha, các em mã cổ trắng luôn dùng nguyên nha. Cho chồng màu trắng gì, Phan Hảo một cái màu trắng. Cho chị Bảo Trăng cái màu trắng, 60.000 chị em mình nghỉ đi. Nghỉ đi, nhà nào bán, cổ nào em hết rồi. Nghe rõ luôn dùng em là form này là form lửng lửng này nha. Cho chị Quyên đổ một cái, Quyên đổ một cái. Cho chị Trương Thỏ ăn cá. Cho chị Linh Hồng cá. Cho chị Bảo Trăng cá.
có đủ không? Có trăng có rồi hả? Cho chị Hành Nguyễn cá, cho chị Nguyên Hồ Thị cá hết rồi đúng không? Đây cái này này, đây 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 cái này rồi hết nhá chị em mình nhá, hết nha, cho chị tin cả em đi 60.000 luôn, không nhà nào bán giá này luôn, em tự tin không nhà nào bán giá này luôn, 60.000 chị em mình nghĩ làm sao ra được. Còn hai cái cổ đen, ai cổ trắng, đây còn cái này, đây còn cái cổ trắng này hết, cho chị nở lên thế hết nhá. Có hai con cổ đen nào hết rồi Sương ơi, không em không lên bộ nam. Chị em mình nghe rõ cái giá em đang đi giảm 60.000 nhá. Cái này giờ hot girl đang chạy rất là nhiều, nhưng mà sẽ không có nhà nào bán giá 60.000 như nhà Nguyên hết. Em thiệt luôn á. Đợt đầu tiên là ra là nhiều chỗ bán 120.000. Cổ đen có hai cái thì Trương Yến cái, thì Thu Tâm liền cái nữa là hết. Hết nhá. Thì là Nguyên đã chạy vậy em là 79.000. Cái này là lên lưới nha chị em mình ơi. Lên lưới này chị em mình mang thêm cái áo bà ra ở trong nhé, hoặc là cái áo ở trong hết đen nhé, hết cổ đen luôn, hết cổ đen luôn. Rồi cái mã này, cái mã này lên mã này, mã lụa nu cổ đen hết nhé. Em đi chị em mình hết 60.000 luôn là chị em mình biết hết cổ đen nha. Nè không dám còn sao, đài 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 đài, con này chị em đến 60 vẫn mang ok. Cái này đẹp lắm nè, cái này phôn đẹp, phôn nó dài này. Chị em mình đóng thùng cũng đẹp. Cái này chị em mình mang thêm một cái áo bra ở trong, hoặc là chị em mình sexy mang, không cần áo ống luôn. Lên lỗ nhá, cái đen hết rồi. Con này xinh quá nè. Lên mảnh nu dùng nguyên nhá. Cái này chị em mình 60 còn bông trang được. Cái này lên lưới, hàng này đang hot mà. Nhưng mà sẽ không nhà nào bán giá này, hàng này không coi giảm gì. Dạ đúng rồi chợ. Rồi lên luôn dùng mảnh này, mảnh lưới nu dùng nguyên nhá, 60k luôn. Nghe rõ cái giá giùm em phát này. Lưới nu 60k, hàng hot girl đang chạy rất là nhiều, nhưng mà sẽ không có cái giá 60. Nè chị em mình nhìn nè, đẹp chưa? Lên trong nguyên mã này, mã lưới nu 60 cho chị Bảo Trang cái, có ít lắm. Nên là chị em mình tranh thủ mang thêm cái áo bra ở trong nha. Cái này lên lỗ đây nè, hoặc là lên mã lưới nu luôn dùng là được, 60.000. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay luôn dùng nguyên nhá. Em sale gọn kho luôn. Nguyễn Thị Hoa Mỹ, khách mới hay cũ ta? Lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên like cho em nhé. Lên hẳn địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên like cho em. Rồi lên mảnh lưới nu luôn dùng là được. Chị nào lấy lưới nu, lên lưới nu. Có đơn phải kèm thông tin nha, không có thông tin là Nguyên không chốt đơn được nhá. Lưu ý luôn dùng Nguyên. Chị nào lấy mảnh lưới nu, comment mảnh lưới nu và em đi luôn chị em mình là chị Nguyễn Hiếu nào đây ta, 60.000. Đợi bỏ riêng đi để chị lên thông tin đó thì. Chị nói để chị lên thông tin đã. Nu cho chị Lưu Bảo Lan luôn. Không lên thông tin là em bỏ đơn ra nhá. Lên mảnh này mã viền đen, đẹp chưa? Viền đen, nhìn con áo này em bán chị em 60.000. Cái này phông lửng, cái này tầm năm dưới 55 thôi. Con này dưới 55 bỏ ra đi Huyền, chưa có thông tin gì hết. Dạ không chở, cái này hàng người lớn. Cái này là hàng người lớn. Rồi lên luôn mã này là mã viền đen dùng nguyên nhá. Những cái hàng này hàng đang hot không á. Cái này là mang lửng lửng, đẹp thì con này đẹp. Cái này chị em mình không cần mang mang áo bà ra ở trong được. Không cần mang bà ra ở trong được. Nha, đi chị em mình 60. Viền này em có mấy cái thôi, chị nào lấy viền lên viền luôn dùng nguyên nhá. Chưa tới chục con. Mã viền này chưa tới chục con và em đi chị em mình 60.000. Nha, chốt mã viền đen luôn dùng nguyên nhá, chưa tới chục con. Chốt lên chị em mình 60.000. Không nhà nào bán giá này đâu, tự tin luôn ấy. Chị em mình. Chị em mình coi la nhiều rồi. Coi la nhiều rồi, hot girl bán nhiều rồi. Nhưng mà sẽ không nhà nào đi giá 60.000. Viền cho chị Hồng. Đi sĩ giờ chị nhiều khi còn không được giá này. Giá này em lên cho dễ mình cho nó gọn thôi. 60.000 nhá. 60.000. Chị đổ thì tra. Chị hồi nãy không có thông tin là em bỏ đơn ra nhá. Nu này cũng được Huyền. Nu viền này đi. Đó. Rồi nhá, chị nào lấy viền đen lên viền đen luôn dùng Nguyên nhá. Khách có đơn, kèm cả địa chỉ, cả số điện thoại luôn trên like nhá. Không có thông tin là em không chốt được nha. Em nói trước. Chị Trung Đoàn. Nha, chị nào có đơn kèm. Ủa? Còn cái cổ nu. Cổ đen. Cơ kiểm từ lúc này cũng thấy. Lên cả địa chỉ, cả số điện thoại trên like nha. Không có thông tin là nhà em không chốt đơn nha chị em mình ơi. Lưu ý luôn giùm em nhé, chị Trang đổ lên thông tin giùm em với. Áo Nguyên đang mang hồi nãy sale máy á thì 65 luôn cho chị Lưu Bảo Lan cái. Lưới viền. À bà ra hết rồi. Bà ra đang hết viền đen cái gì dung mùi mùi.
Chà mình cứ lên ở trên chốt ở trên, lên thông tin ở dưới cũng được. Cho Diễm và con cái viền đen. À, khách cũ thì không cần, nhưng mà khách mới phải lên thông tin cho Nguyên nhé. Khách cũ là không cần lên, còn khách mới thì phải lên thông tin cho em. Chưa thấy thông tin, chưa thấy thông tin. Trời, 60.000 cho Diễm và con cái luôn. Cho Diễm và con cái. Cái gì đó không có thông tin bỏ ra nhé. Nó không mất công, ngày mai tìm nó mất công lắm. Tốn thời gian phân ra tìm nó mệt lắm. Dạ không, em không lên đồ bé gái. Em không lên đồ bé. Không lên đồ bé nhé. Đồ lên luôn dùng hả sọc luôn dùng đi. Cái này em còn có một cái này. Lên mã này mã tim đen. Cái này em còn đúng cái này. Chưa. Lên mã này là mã tim đen luôn dùng nguyên nhé. 60.000 luôn. Rẻ sợ thiệt. Thì là rẻ sợ thiệt luôn. Trong cái mã này là mã tim đen luôn dùng là ok. Nè 55 độ về. Mấy cái này xinh lắm. Tô mì đen đâu giờ mới ra tô mì đen Minh Hiếu ơi. Tim đen, tim đen. Xinh chưa? Bán nhà chị mua áo hot girl bán 160.000 đấy. Tìm cho chị Minh Hiếu. Giờ nó bán ngược lên mua. Anh nói gì? 60.000. Tim trắng. Thôi nhà Nguyên mua đừng có mua hot girl. Tới nỗi con bán làm cho Nguyên á, là mỗi khi là hai xăng hot girl đồ. Từ hồi vô nhà Nguyên làm. Trời ơi, chị Nguyên bán cái gì cũng rẻ vậy Nguyên. Chị Nguyên bán cái gì cũng rẻ chị Nguyên. Như cái quần tổ ong người ta bán 85-95 nghìn. 95 nghìn là sale rồi đó. Xong Nguyên bán như vậy mình chỉ có 55 nghìn, 59 nghìn. Chờ em xíu nhé. Coi 55 độ về. Trời ơi. Mít cái này mít với cái gì không được. Đang hot nè. Tim đen hết rồi. Lên mã này là mã tim trắng. Có hai con tim trắng thôi. Còn hai con tim màu trắng trắng. Chị nào lấy tim trắng chút tim trắng dùng Nguyên nhé. Đi đâu xa. Đi đâu xa. Đây tim trắng này có hai con tim trắng thôi. Chị nào lấy tim trắng chút tim trắng dùng Nguyên là ok nhé. Tim đen hết rồi. Chị Trương Quỳnh Anh cái tim trắng. Viền đen à. Viền đen rồi. Viền đen là cái hồi nãy đó Hiền. Viền đen. Cái này là tim. Cái này là tim, còn cái này viền. Chỉ viền nữa kìa. Em sợ là trừ chị mới vô like là cái tâm mì là em lên từ đầu like á. Tim Diệt Rương của nhà em có rồi. Hết tim nhá. Cái viền là cái mã ni nè. Viền là mã ni bà ơi. Ừ. Đây cái đây nè. Áo Nguyên đang mai chị Bích Hà. Tim trắng em hết rồi. Em sợ giá em bán luôn. Rồi lên mã này mã sọc. Cái này chị em không cần mang gì ở trong. Ông quên lọc mang áo ngực. Ông cần mang vào ra nha. Rồi nè lên luôn trường mã sọc luôn dùng là ok. Size 55 độ về chị em chốt đẹp. Cái này xinh nè. Cái này mít chân váy cũng đẹp. Chị em mình mít đơn giản. Đơn giản như chị em. Con sọc màu đen. Bấm cái điện thoại nữa là nó đứng luôn. Thì nào mà like quên gọi cái giờ này đứng luôn. Rồi nha, lên mã sọc luôn dùng là ok nhá. 60.000 sọc. Nha chị nào lấy sọc comment sọc luôn dùng 60.000 là ok. Sọc cái gì vô ăn quá luôn. Được mấy con này thôi nè. Sale luôn cho nó gọn kho. Ok chị Như Phạm, được từng này con áo sọc nè. Cái này 55 độ về thôi nhá. Nhưng mà cái này trẻ trung xíu nha. Còn ấy mà em nói nè, cái này trẻ trung xíu, còn chị nào mà đứng tuổi thì đừng mua những con này. Vì nhiều chị bảo là sợ phôn lửng này là không mang được á. Đấy mắt công là cái ôi bụng chị to không chốt được những con này. Nhưng em báo trước nha, phôn của nó là em ướp lên thế này cho chị em xem là phôn lửng như thế này nè. Nó không phải, cũng không phải là crop top nhá. Nhưng mà không dài. Đó, cứ vừa vừa này để chị em biết quần lưng cao. Nhiều chị bảo là chị không mang được quần lưng cao. Mà sao gửi chị áo này, mà trong khi á, trên like em like cái nào là chốt cái đó. Nhiều chị rất là kỳ luôn. Xong gửi lại nha, những cái trường hợp này là em không xử lý hết. Lưu ý cho em nhé. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nè. Sọc cho chị Linh Đằng, chị Mai Nguyễn. 60.000 cá. Chị nào lấy sọc chốt sọc luôn dùng nhé. 60.000 một cá thôi. Đó, chị nào chưa có tranh thủ lên luôn dùng là ok. Cái này còn được chục cái nguồn nu. Cái này sao rồi, phải không? Mảnh lưới nu này lên rồi, ok. Nha, rồi lên mảnh này mảnh lưới trắng. Sọc cho chị Hiều Trương. Trong nó còn áo dơi, áo chị cho lên luôn đi. Áo dơi, áo gì cho lên hết luôn đi cho nó qua hết những cái mẫu cũ luôn. Áo dơi, áo gì em lên Nguyễn. Em theo hết trong qua hết mẫu cũ. Rồi nha, lên luôn dùng con này. Lên luôn mã này là mã lưới trắng dùng Nguyên nhá. Em đi hết 60.000. Sợ chưa? Sợ chưa?
Phone này chị ăn 60 còn bao trang được nè. Cho nguyên mã này mã lưới trắng dùng nguyên là được nè. Con này đến 60kg vẫn mang ok con này luôn nha. Chị nào lấy chút chút mã lưới trắng dùng nguyên là ok. Ừ, cái len chữ nó nhỏ nhỏ tròn lên hết đi gì. Len chữ nó lên 65.000 luôn đi. Hàng nó chạy 7 mấy nghìn, 79.000, lên 65.000 luôn. Ui, con này cân đúng không? Phải không? Cái này 60kg. Cái này phải hot girl bán như vậy mình tiền đầu đầu trăm không? Còn chỗ nào rẻ nó bán chị em 89.000. Sọc đen còn không nhỉ? Chỗ nào rẻ nó bán chị em 89.000. Này. Sọc cái gì xương thôi. Phone này chị em 60 vẫn mang được, nhưng mà vẫn là phone lửng lửng như thế này còn nha. Vẫn là phone lửng như thế này nha. Đó, chị nào lấy cái này lên mã lưới thì tây tây ba cái được chọc cá lên. Cái này được chọc cá này. Mã nó màu màu đúng rồi đó. Đây nè, chị tây tây ba cái này. Lên mã lưới dùng nguyên giá 60.000. Đều đi sĩ đo được ra được giá này đúng không chị em mình ơi. Nha, chị nào lấy lưới comment lưới dùng nguyên giá. Hôm nay chị em mình 60 vẫn mang được. 60 vẫn mang được cho chị Vy Nguyễn cái. Đây. Vy Nguyễn nè. Không có tay hết tay rồi chị ơi. Bích Hà này. Hồng Diệp lên. Cái gì Bảo Trăng này. Có tay bữa em sale 75.000 trơn rồi. Có tay là bữa em sale 75.000 hết. Đúng không? Hàng 89 em sale 75.000. Rồi nhá, chị nào lấy cái này hình như là không còn cái mã nào. Cho chị Phương Nghi cái. Chị Bảo Trăng có rồi đúng không? Rồi ok nhá, chị nào lấy lưới lên lưới cho nguyên. Mang thêm cái áo ra ở trong, áo ống ở trong. Chị Thi Trần ơi lên địa chỉ trên like cho em nha chị ơi. Thi Trần ơi lên địa chỉ trên like. Còn một cái lưới trắng nữa nè. Cũng màu trắng, màu sữa sữa ấy. Không phải là màu trắng tinh nhá. Không phải là màu trắng tinh nha chị, mình màu sữa sữa ấy. Nha, chị nào lấy cái này lên mã lưới sữa này. Lưới sữa, lưới sữa, lưới sữa. Nha, rồi mã lưới nu nữa là ok. Cho mã lưới nu nha. Màu nu cũng còn được chọc một cái. Lưới cho chị Hằng Ruby Nguyễn. Chị ơi, chị Thấy Trần ơi lên địa chỉ luôn trên like cho em đi. Chị Thi Trần ơi lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên like cho em đi. Có đơn phải kèm thông tin nhé. Không có thông tin em không chốt đơn được nhé. Chị Khánh Nguyễn khách mới hay cũ. Cho chị Khánh Nguyễn cái. Ok, ok chị Thi Trần. Rồi lưới màu nu. Lưới màu nu, cái này chị em mình mix thêm cái bra ở trong nữa thì thôi. Mùa này toàn, năm này hot những cái len này dễ sợ luôn. Năm này hot những cái len nè. Ok. Toàn size nhỏ chị Thùy Kim ơi. Toàn size nhỏ. Rồi lên mã lưới màu nu nhá. Năm này hot những cái này lắm luôn ý. Chị nào lấy cái này lên mã lưới nu luôn dùng là được. 60.000. Lưới nu dùng nguyên là ok nhá. Đó, chị nào lấy cái này. Toàn hàng đang hot hết á. Nhưng mà nguyên qua mẫu là nguyên sale. Còn ít là nguyên sale luôn cho nó gọn kho. Vì em về những cái này em về nhiều lắm luôn á. Cái này em về nhiều, em bỏ sỉ rất là nhiều. Chị ơi, mắc gì phải xóa. Xóa nhà em không lưu được. Có lưu không? Không nhắn tin chị. Xóa địa chỉ còn số điện thoại cho em. Cho chị Mai Nguyễn cái nu. Cho chị Khánh Nguyễn cái nu. Xóa cái địa chỉ thôi. Còn mình bên mình vẫn lưu đúng không? Bên mình vẫn lưu được đúng không? Cho chị TT 2 cái. TT 2 cái 60.000 nhá. Ai lấy lưới nu lên lưới nu luôn dùng nhá. Phone này chị em để 6. Gần 60. Gần 60 mà ok. Rẻ quá rẻ luôn. Năm này hot những con len lưới này dễ sợ luôn. Đó, chị nào chưa có cái này lên mã len lưới dùng nguyên nhá. 60.000, 60.000, 60.000. Chị Phạm Thuận hồi chiều đâu có đơn gì đâu, phải không? Đó. Chị Phạm Thuận. Ok chị Thi Trần. Có rồi đó chị ơi. Rồi ok nhá, chị nào lấy lưới nu còn được 3 cái nữa là hết. Cho chị Hải Hà Nguyễn khách mới cũ tăng. Hải Hà Nguyễn khách mới cũ tăng. Quen à. Chị Tiết Hồ. Nhưng mà bữa nay chị Tiết Hồ ơi. Nhưng mà bên chị này đâu có chuyển khoản được đúng không? Chuẩn lái không? Em mới chốt. Bữa giờ chị có chốt đơn cho chị được không? Đợt một đợt hoàn về rồi có chốt đơn chị được không? Chứ chốt đơn chị nhờ người nhận, người ta không nhận là chết em luôn. Vừa rồi em bù tiền ship đuối. Đâu có lãi bao nhiêu tiền xong. Ship đi hoàn về. Ship đi cái tiền hoàn về nữa. Đơ chưa? Đơ chưa? Cái này em còn 2 cái. Mã này 75.000. Mã này 75.000 em còn đúng 2 cái. Có chị Mọc Vy cái. Mã này 70k. 70k luôn đi.
cái này lên mã 70 đi, còn được hai cái, còn được hai cái thôi nha. Hello chị Hà Huỳnh, nè cái này xinh, chưa đi đơn đúng không chị? Cái này em còn hai cái, bữa giờ không thấy đơn của chị Hà Huỳnh luôn, cho chị Lê Vũ cái lên lưới gì. Chị vẽ người khác nhận à? Chuẩn cho em nhá. Lên nu còn cho chị Thu Thảo lên cái gì? Hết rồi. Hết rồi. Còn cặp nó màu chi? Kem. Kem cũng được chứ, hết nu rồi. Cái gì Thu Thảo Lê chưa có, trong màu kem đi. Cái trong màu kem đi. Bảy mươi cho chị Lê Vũ lên địa chỉ trên live cho em. Còn màu nào nhé, bởi vì chị tiết hồ cái màu này đẹp chưa, đừng cái thôi nhé. Được hai cái rồi. Phương cái mô, Phương ơi, Phương lấy cái mô. Này là chị đi. Liêu. Thu Thảo lên lấy màu này nhé, màu nó na ná thôi. Màu na ná thôi. Chống nắng trẻ em đang không nha. Rồi nhé, còn mã này chị nào lấy cái này lên mã lưới màu một kim kem. Màu kem kem ấy. 60.000. Chị nào lấy lưới kem hay nó cùng màu đúng không? Lưới kem 60 luôn. Nha, chị nào lấy lưới kem 60 lên luôn, vụ này quá rẻ luôn. Nha, còn màu kem thôi, chị nào lấy chốt nhá. Chị ơi, hai cái hai kiểu thôi, em lên mã nào chị chốt mã đó chị ơi. Chứ chị biết lấy, em biết chị lấy cái mã nào. Thu Thảo Ly. Rồi nhá, lên mã này mã lưới kem luôn, dùng em đi trẻ mình là 60.000. À, lưới nu, lưới nu cho chị Hà Nguyên nào đây ta. Rồi kiểm tra Hà Nguyên nào thì. Lưới nu. Và ra em đang hết. Kem như là lưới. Ở đó đó, một kem kem này nè. Một kem kem. Kem. Thấy Quân đọc mã nào chốt mã đó nhé. Cái này cho Linh Phương cái này. Chị ơi, chị Lê Vũ ơi, lên địa chỉ luôn trên live cho em đi chị Lê Vũ ơi. Lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên live cho em đi. Bà ra em đang hết chị ơi. Chờ em vài hôm nữa đi. Cho chị Nguyễn Hương cái. Chị Hà Nguyên ơi, lên địa chỉ trên live cho em đi. Lên địa chỉ trên live cho em nhé. Cái này còn đúng cái 60.000 luôn, con này rất là đẹp. Đinh Thị Thương lên mong tin này. Chị Đinh Thị Thương cũng lên địa chỉ luôn trên live. Toàn bộ khách mới lên cả địa chỉ, cái số điện thoại lên trên live cho em mới chốt đơn được nha. Chị em lưu ý cho em. Mua hàng nhà em yên tâm, được kiểm tra hàng trước khi nhận. Đa số khách nhà em là mua tới mua lui nên là chị em yên tâm đây. Rồi nha, cho nguyên con này. Toàn bộ chốt đơn nhà nguyên còn nhắn tin chốt đơn trước. Cái này con cái gì ti ti. Nhắn tin trước rồi mới đi đơn. Cái màu nâu nó cho chị Hà chị Huỳnh cái. Hà Huỳnh cái. Ừ, mà Hà Huỳnh. Một kem kem ấy, chứ không phải nâu nha, một kem kem ấy. Cái này chị Tây Tây. Một kem kem nha, chứ không phải là màu nâu nha chị ơi. Một kem kem hồi nãy này còn cái. Mã này lên mã 75 còn đúng cái. Sót được đúng cái. Trời ơi. Lưới này tay dơ dơ nhá. Con này 60-62 vô tư. Con này sẽ là mang thơ hơi thùng thùng xíu nha. Để mình đóng thùng vô. Ok. Hú hồn. Tưởng tông đại nó đuối. Ok chị Hà Nguyên. Đây nè. Cái này chị em mình đóng thùng vô đẹp lắm. Nè. 75 chị Ti Ti. 75 chị Ti Ti. Ơi chị nè, đang chị Ti Ti. Con này lên mã lưới đen. Còn được hai con lưới đen. Ôi. Hai con tim đen. Hai con tim màu đen, phone này 62 vô tư nhé. 62 vô tư. Lên mã tim đen luôn dù là được. Còn được hai con, mã này mã 75 nhé. Hàng này hàng em hay chạy 89k nè. Hay chạy 89k anh. Em đây nói chị em 75.000. Nha, chị nào lấy cái này lên mã tim đen. Một kem đấy, ok. Nha, cho nguyên mã này là mã tim đen luôn dụng là đẹp nhá. Không ai bán như vậy mình, con này giá lên chị em 75.000 đâu. Em thiệt ấy. Em vẫn thấy nhiều chỗ người ta tim đen vậy hả? Giờ người ta chạy nhiều lắm nhưng mà sẽ không có cái giá như nhà Nguyên. Còn một con tim đen nữa. Chị nào lấy tim màu đen lên, tim màu đen luôn dụng ok nhá. Trời. Thấy luôn rồi hả? Ồ. Cưa chi nhanh kinh nữa trời. Ba xíu là ba về. Đây chị Nguyễn Hương luôn. Nguyễn Hương nào? Ạch à, ạch về đâu. Đây chị Nguyễn Hương nào để lộn hiện nha. Chị Nguyễn Hương này chưa thấy địa chỉ đó hiện ơi. Chị Nguyễn Hương ơi, lên địa chỉ. Thấy. Cái cũ à. Trong quay này không lưu địa chỉ ta. Còn toàn xây nhí thôi chị ơi. Tim đen em hết rồi. Lên mã chữ này em đi chị em nói 65.000 luôn. Cái này 50-52 đổ về thôi. Thấy. Con nói 75.000. Lưu ý luôn dùng nguyên nè. Anh đang mang lên rồi chị ơi. Đẹp hè, đẹp đi phát đi chị ơi. Đẹp phát đi.
đẹp thì phát đi. Chữ nè, chữ lên luôn những chữ, chữ đây nè, chữ màu này. Có cái màu trắng à, ok chị à. Chị mặc vi rồi. Dạ không, có size to chị Thanh Lê. Không có size to. Rồi chữ màu nu. 65k chữ nu luôn. 65. Nhưng mà cái này phông nhỏ nha. Chữ chữ này tầm khoảng 50 52 đổ về là chị em cho ok. 50 52 đổ về nha, em đi giảm 65.000 luôn. Nha, rẻ quá thể chị em mà toàn hàng hot không á. Toàn là những cái mã hot không á mà em đi chị em mình giá này quá là rẻ. Nha. Lên mã chữ nu luôn dùng là được 65k nốt luôn. Chữ nu nhá. Còn mấy mã chữ nu cái này chị em mình mang cái quần sung sung cũng đẹp. Quần lưng cao lên xíu. Đóng quần quần sọc riêng đùi cũng đẹp nè. Đóng quần sung lên cũng đẹp, mang này mang với quần sung đẹp nha. Rồi lên luôn chung mã này, mã chữ nu dùng nguyên là ok. 65k nốt luôn nha. Chị nào lấy chữ nu áo thun cà rốt top đi em, từ đời cho em xíu vợ. Chị Trang My ơi, lên địa chỉ trên live cho em nhé. Lên địa chỉ trên live cho em nha. Ai lấy cái này lên luôn dùng mã này, mã chữ nu luôn dùng nguyên nhé. Em đi chị em 65k con chữ nu nha. Chữ nu 65k. Nhớ luôn những này là size 50 52 đổ về thôi nha. Để chị em mình để luôn dùng 50 52 đổ về là chị em chốt được nhé. Cho chị Hà Huỳnh luôn. Cho chị Hà Huỳnh luôn. Trời ơi 65k mà ngay đi chị em mình ơi. Không thể nào rẻ hơn được. 65.000 nha. Chị nào lấy chữ comment chữ luôn dùng là ok. Sạc được còn 2 cái 4 cái cũng mơ mơ móc móc ra được từng mấy cái. Sọc này còn được 4 cái sót lại. Cái giá mình gọn 60k luôn hàng. Chị Trang My ơi, lên địa chỉ cho em đi. Lên địa chỉ đi chị ơi. Lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên live cho em đi. Có đơn nhá, có đơn phải kèm thông tin nhá. Khách mới phải kèm thông tin, không có thông tin là nhà em không chốt đơn được. Bỏ riêng của chị Trang My ra. Chỉ lên thông tin thì chốt, còn không lên thông tin thì bỏ lại trong đóng hàng chưa chốt đi. Rồi nhá, lên mã sọc nu và sọc trắng luôn. 60.000 luôn, còn được 4 cái cuối cùng. 60.000 nhá. Sọc chị Nguyễn Hương này. Sọc chị Nguyễn Hương này. Sọc nu và sọc trắng 60.000. Hàng này bình thường là em chạy mới đầu mùa về á. Ok, mới đầu mùa về em cũng chạy cho chị em mình là 79.000 thôi. Cái hàng thị trường người ta bán cho chị em mình đầu mùa về, người ta bán thì em mình trăm mấy, 100 mấy, 100 hai. Em vẫn chỉ chạy cho chị em mình 79.000 thôi. Đó, nhiều chị bảo là chị mua ở ngoài 180.000. Sọc nu nè. Sọc nu nè. Rồi ok, chị bỏ xù bông nha. Sọc nu cho chị thì sọc trắng nè, sọc trắng như chị bảo trăng này, còn một cái sọc trắng. Thì em cũng chỉ chạy cho em mình là 79.000 thôi. Nhiều chị bảo là em up lên. Trời ơi em ơi, chị mới mua 180.000, hồi mới ra nó hot lắm luôn ý. Ủa cái này có tay nữa, lộn. Cái màu trắng nó coi gì. Có tay đi, dạy mình 69k đi. Còn cái số có tay này. Có tay bình thường em đi 85.000. Coi có tay sắc nách. Cái chị Bảo Trăng, Bảo Trăng có không? Cái nói chơi trai đó. Chị Bảo Trăng. Cái này có tay rồi. Cái này có tay rồi. Phone này chị em lấy 60 vẫn mang được nhé. Nhờ phone của nó là phone lửng lửng nè. 69k luôn nha, có tay. 69k có tay luôn. Chị nào lấy có tay comment có tay, còn gì em chơi đó. Có tay cho chị Vi Nguyễn. Rồi nha, lấy mã này là mã chữ màu nâu. Chữ màu nâu. Ok chị Trăng My. Áo nam sao có size. Dạ em còn size nhỏ chứ nó. Em còn size nhỏ chứ nó. M. Size tầm dưới 60 phải không? Hôm xíu nữa em coi còn lẻ tẻ. Lẻ tẻ chứ còn bữa này cũng chưa có hàng về. Chưa có hàng mới ra chị ơi. Sọc trắng hết rồi nha chị Huỳnh Nga ơi. Màu này đẹp chứ. Màu nâu rồi. Không biết màu nâu. Màu nâu. Cứ lên màu nâu đi. Hết có tay. Chốt mã nâu luôn dùng là ok đi. Cứ mặn màu nâu đi nha. Chốt mã chữ luôn dùng này, 52 đổ về, 50-52 đổ về thôi nè. Có tay em hết rồi nha. Comment luôn dùng cái này. Comment là chữ màu nâu luôn dùng là được. Đẹp. Đẹp. Chữ nâu dùng em là ok nhá. Sát nát. Mùa này toàn khách mang cái này hết á. Đi biển này, đi chơi, đi đồ cát kiểu đi. 60.000 con này luôn. À 65.000, con này 65.000 đi. Lên mã chữ nâu 65 luôn nữa được nhá, còn được mấy con thôi. Còn tầm chục con để làm hết. Này em về nhiều quá thiệt luôn. Em về là mấy chục mẫu ấy. Riêng mà lên lưới này, lên nách này, còn về mấy chục mẫu ấy. Bây giờ em qua mẫu em còn thứ cái em bán tặng nó luôn chị em mình luôn. Tổng kết luôn. 65.000. 65.000, có tay em hết rồi. Cái này cũng hàng đi 89k nè, không nói điêu nè. Không nói điêu nè, hàng giản vô tư thoải mái nhá. Trang váy đen là 79k, quần váy đó chị, con nó cũng đẹp, quần váy chứ không phải trang váy. Này. Chữ trắng. Chữ trắng đâu? Chữ nâu chứ. Chữ nâu chứ chị Huỳnh Nga. Chữ nâu cho chị Ngọc Vân Trần.
Cái này em có hai cái lên mã chữ đen, cái này có tay. Em đi đó chị em mình con này là 70k luôn. Không tiếc nè, còn có hai con 70k nhá. Chữ màu nâu đúng không chị ơi, chứ chữ trắng đâu ra. Comment lên này, nâu cho chị Nguyệt Nguyễn. Cái này xinh lắm nè. À, dạ chị ơi 79k đấy chị Linh Thị Nguyễn Thị. Nè, comment con này có hai con thôi. Chữ đen có hai con nhá. Ba con à. Cái này mang ôm được đã chốt cho chị Lương Cửu nha. Mang ôm được đã chốt cho em nha, chứ không là xuống trả về là chịu. Em đã sale rồi em không nhận đổi trả. Lưu ý nha, hàng này em sale không nhận đổi trả. Ok thì chốt nhá. Hàng này em đã xả lỗ rồi không nhận đổi trả, cảm thấy ok là đã chốt nha. Hoa trà này luôn, cái này là phôm to nè. Trà này trà phôm to nè. Mã này em hết rồi, chịu đem em hết rồi. Có tay hết luôn rồi chị ơi. Nhà hàng này toàn bộ hàng em xả lỗ. Sau lưng hả? À cái này không phải một kem kem. Một kem kem, bởi vì chị Huỳnh nghe cái này đi, khách mới hay cũ ta? Chị Huỳnh mà nghe khách mới hay cũ? Khách cũ đúng không? Rồi bỏ chị công hàng này đi, ok. Ok. Chịu đem em hết rồi. Riêng hàng này đã xả lỗ rồi á, chị em mình căng ấy mà chị em mình chốt nhá. Chứ không, em không nhận đổi trả nữa đâu. Rồi con này lên mã hoa trà. Hoa trà hàng cũng 89k. Cái này có, ui cái này đẹp lắm. Này dễ mình mang thêm cái bà ra. Cái này 62 vô tư. Lên mã trà dùng đi, trong đó mình còn lên gì nữa. Cho lên hết luôn một thể luôn đi. Lên mã trà xinh chưa, cái này tay tay của nó này nè. Hôm này 62 vô tư luôn. Em đi nói chị em con này 75k hoa trà. Sọc sọc nó lại chị. À cái nó mã cổ à, cái nó nhỏ nhỏ. Thôi cho ra luôn đi. Đi đi Lên mã này là mã trà luôn dùng nguyên nhá. Đen có tay em hết rồi. Đi chị em 75.000 con nè luôn. Đúng không? Hàng này em chạy 89k hết, em không có nó deal nhá. Trong hôm nay lên mã trà, form này chị em 62 có tay em hết rồi nhá. Lên mã hoa trà, em có một tẹp này 10 con thôi. Một tẹp này giờ cũng chưa tới 10 con, tại vì cái này khui ra bán rồi. Còn được từng này con em đẩy nó luôn chị em mình luôn. Đi luôn chị em mình, con này giá lên chị em mình 65.000. À lộn, sorry, 75.000. Nha, lên mã hoa trà luôn dùng đi nhá. Chị Quang Huỳnh có đơn cho ta. Chị Quang Huỳnh không có thông tin nè. Không có thông tin nhá. Hả? Chị Quang Huỳnh không có thông tin nè. Cho chị Bảo Trăng cái nè. Thế. Chữ đen còn à. Lên mã hoa trà nhá. Cho chị Bảo Trăng cái đi. Chị Quang Huỳnh không có thông tin nghe không chốt nha. Cho chị Thanh Thu Đặng nè. Thanh Thu Đặng nè. 75.000. Cho chị Nguyệt Nguyễn nè. Đang xả lỗ. À Quang Hà là bà già Nguyễn. Quang Hà là bà già Nguyễn, chốt đi. Bà già Nguyễn này. Ờ, hoa trà ấy. Chị Bảo Trăng chưa, Thanh Thu Đặng chưa? Chị Nguyệt Nguyễn có chưa? Nguyệt Nguyễn này. Trời ơi, xe 75.000. Nguyệt Nguyễn con này. Cho chị Nguyễn Hương cái này. Chị Thi Trần cái này. Thi Trần cái này. Rồi còn nó một em, hai em nữa là hết. Lê Phượng gần nhà cái này. Rồi còn một cái nữa là hết. Đúng một cái nữa là hết. Chị nào lấy hoa trà lên hoa trà. Rẻ quá chị em mình ơi, chia sẻ đây nha. Chia sẻ dùm đi. Bà Hiền bà cắt kỹ lắm. Hàng bà Hiền bà cắt kỹ lắm. Hồi nãy giờ bao nhiêu chị có tay? Cái này nãy xe máy gì? Có 70.000. Đà Nẵng hao mô vinh. Lên đi chỉ lên trên like cho em đi vợ. Hết hoa trà rồi nha. Hết hoa trà. À còn cái nó trái. Còn cho chị Bích Trâm Huỳnh. Chị ơi lên địa chỉ trên like cho em đi. Khách mới lên địa chỉ cho em nhá. Khi nào về bà ra để cho hai cá hai màu nghe. Về là em up lên trang cái nha. Có cổ em lên rồi. Có cổ em lên rồi. Rồi bà Huyền bà cắt kỹ lắm. Hàng này em đang đi 89k nè. À, áo em đang mang em sale luôn 65.000. Ui, nó đẹp ghê. Ui trong em thử. Thôi từ từ em mang cái này. Em vẫn chưa bán, hình như cái màu nó không bán luôn á. Mà đã sale rồi. Lúc nào bà ra về gọi. Rồi em chờ em up lên nha. Về về nữa. Là 2 giây á. Ừ, về tại vì mùa này khách mang lên lưới nhiều quá kìa. Xong hỏi lên 2 giây quá chừng chừng luôn.
Đây, bà Hiền mà cắt kỹ chưa? Ok chị ơi. Nàng 75.000 con này luôn. Còn mấy mã chữ đen bao nhiêu chị? Chưa có chữ đen. Còn màu đen đen nữa thôi là hết. Còn màu đen nữa là hết. Rồi nha, còn mấy mã này là mã chữ đen. Ba lỗ nó sau này 65.000. Ba lỗ này 60.000. Nói chung là tổng gọn hết. Tổng gọn hết. Rồi nha, chị nào lấy cái này lại sắp về lên giày tay rồi. Sắp về lên giày tay rồi. Đó. Lên lên khoác rồi. Nè thôi, theo hết cái này luôn cho nó gọn. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn giùm Nguyên nhé. Hai chạy trước. Chữ đen nha chị Hà Nguyễn. 70 hay 75 vô? 70. 70 à? 70k. Sao 70? Em nhận 70. Hàng rồi thích lắm, mình còn chiếc nhăn nữa không? Chiếc nhăn không? Hồi nãy bán 70 lên 70 vì hàng này cũng chạy 89k. Ai cho ti ti. Chạy 89k, ưa 70 lên 70. Chữ đen cho chị Trang Mi. Trang Mi. Cho chị Hà Nguyễn. Ưa 70 lên 70 luôn. Vậy cái này đã lỗ rồi. Lỗ cũng lỗ rồi. Hello chị Nguyệt Ánh Nguyễn nhá. Cho chị Ngọc Văn Trần luôn. Hồi nãy đọc tên rồi là có rồi nhá. Chị Trương Thỏa. Đâu có cãi đâu. Chị đâu có nhớ nên lên lại cho em. Vì bình thường là bán 89k rẻ hơn ngồi rồi. Chị Lê Lê Nguyễn cáo. Chị Bích Hà lúc này còn rồi. Rồi em còn 3 cái nữa thấy. Không cãi nha. Em đang nói lại là đính chính lại là 70.000. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng siêu rẻ luôn ý. Phải không? Chị em mình đang mua 89k, em không nói deal đâu. Đang đi 89k. Nguyên Hồ Thị mà cài Nguyên Ma. Chữ đen chị Linh Trung luôn. Trời, chị 60kg nhưng mà chị phải là gọi là mang ôm body được kia. Vì cái này nó co giãn theo form. Thì tiếc hồn cái. Co giãn theo form. Xe lớn chưa có hàng về thêm chị Ngô Mỹ Quý không có hàng. Cháy hàng luôn. Cái về 500 cái mà không săn được cái nào. Dạ đúng rồi, lên mong cái này hàng đang hot mà. Chị Hào Nguyên cọ rồi. Hôm bữa 500 cái không săn được cái nào à. Trời ơi. Cho chị Hà Nam vỏ một cái nữa. Còn không? Này. Đây cái này nữa thôi hết đúng không? Hết nha. Hết nha. Chị lên chung có rồi, con thử cái nào nè. Chị Hào Nguyên theo phần hàng đấy rồi. Mà nó không chưa bán luôn đó thì cắt kỹ luôn á. Chị Hào Nguyên có màu đi đến số 5 ra đi. Nhiều về hàng nhiều quá, về liên tục. Hết rồi chị cầm bên. Về cắt nập đâu có bán hết hàng đâu. Về mã mới đè mã cũ, mã mới đè mã cũ à. Thiệt. Mã sọc 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 nhiều quá, bà Hiền bà cắt kỹ lắm. Bà Hiền bà Nguyệt cắt kỹ lắm. Đẹp chưa? Cảm ơn chị Ngọc Văn Trần nhé. Cái này lên mã sọc. Cái này chị em mình sẽ mang lửng lửng. Nhìn cái bụng ghê gớm kìa. Tám kiên có. Cái này lưu ý luôn dù con này là phong lửng nha. Hình như là chưa hề bán cái màu này luôn ấy. Màu đang đẹp mà bà Hiền bà cắt kỹ. Rồi nè, cái này em có còn tẹp thôi. 65.000 luôn đi. Thôi cái này không 65k nhá. 65k, lên luôn những mã này mã sọc 65 luôn cũng được. Đẹp lắm luôn ấy. Nhưng mà là trẻ mình mang phong lửng được nhá. Đây này, nó không phải là crop top đây này. Nhưng không phải là dài, dạ mình mix với những cái quần. Quần này cũng không cao lắm đâu nè. 8kg còn gì nè. 8kg cái quần này hơi dài nhá. Còn quần đùi đen không. Cái 8kg thì cái quần này nó sẽ hơi dài. Đây luôn trẻ mình con này giá 65.000 con nào luôn. Chắc bao phê luôn á trẻ mình ơi. Cái này trẻ mình mix cái chân váy xòe 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 ra cũng đẹp. Mix quần sọc này cũng ok. Nha, 65.000 sọc luôn. Chị nào lấy sọc rồi mà comment lên sọc. Ưa cái màu này quá. Đang rất là ưa cái màu này. Rồi lên mã trà đa, đen luôn dù Nguyên. Lên mã trà đen luôn dù được. Đẹp lắm. Chắc chừa cho hạng Nguyên con này đi. Mang với quần màu đen hợp đúng không? Màu đen hợp đúng không? Có cái quần màu đỏ đô này mang này. Cái là set đẹp này. Có quần màu đỏ đô. Thế à. Ngồi không phải đỏ đô không? Gần dốc. Gần dốc không? Đọc cho chị Huỳnh Nga, chị Trần Ni Mai. Cái này quần đùi hãng
cho mày đăng này. Dũng Huyền ơi, cho được một sát đi Huyền, cho một sát đi Huyền, mang đi chơi. Nói thiệt chứ mua đồ nhiều nhưng mà mỗi lần đi chơi đâu không biết mang cái chi. Mua đồ nhiều là à, quên, để đồ nhiều lắm nhưng mà không biết là mang cái gì để đi chơi. Cái này còn sót đường ri 115.000 hả? SML, SML nhá, 57-60 đổ về. Còn cái xe S, còn ML đi, còn size M và size L, còn size M và size L, phải không? Phải đúng không? Ôi. Còn cái size M, cái size L thôi. Cái này cho hàng nguyên đi. Còn cái size M 115.000, hàng này là hàng hãng nè. Ba lỗ phía sau, cái này là 60, cái này 65. Sọc luôn kìa, lên thì cũng thị luôn đi. Còn sọc này là 65.000, còn được hai cái quần. Quần hãng cho Nguyên nhá. Này hàng này chắc là trẻ mình mua nhiều nhà Nguyên rồi, trẻ mình biết. Còn được hai con 115.000. Còn cái size M, cái size L, L cho 57 đổ về. Còn một cái size L nữa là hết. Riêng hãng luôn cho Nguyên nhá. Quần riêng hãng, màu đỏ đô. Nè, y set luôn. Đẹp chưa? Set ở đây chơi đâu. 53 kg hơi rộng. Cái này tầm 55, 57 kg đổ về. 55, 57 kg đổ về cho size L. Còn được cái cho 115.000. Nha, 115.000 hết S. Hạ Nguyên chút S. Hạ Nguyên chừa cho Hạ Nguyên con áo này nữa đi. Cho đủ set. Rồi nha, còn được một cái áo sọc thun trắng phía sau của Nam, chở một cái áo sọc và một cái quần nha. Chị nào lấy cái này chút, chị nào lấy cái này chút, một cái áo sọc và một cái quần, một sọc đỏ. Đúng rồi, chị đủ xét rồi đấy. Còn cái nào nãy con sale mấy, chị 60.000 nè. Còn mà cái sắc nách này sale 60 nè chị em mình. Còn cái sắc nách này sale 60.000, chị nào lấy sắc nách là lên sắc nách luôn dùng là ok nhá. Sale 60. Cảm ơn, mã này là mã 60 luôn dùng còn được cái. Quá rẻ luôn chị em mình ơi. Cho mã 60 luôn dùng là ok nhá. Cảm ơn, mã 60 luôn dùng được. Rồi lên mã trà đen. Chị ơi, chị đổi cái gì vậy? Nhắn tin qua cho em hoặc là gọi qua lúc em không like. Còn trên like em không xử lý đổi hay gì hết. Nha, trên like em không xử lý cái gì về đổi hàng hay là như thế nào hết. Càng chị em mình gọi qua lúc em không like á, là gọi qua giùm em cái khung giờ em không like. Nếu nhắn tin qua không thấy nguyên rep thì gọi qua cho em nha. Tại vì nhà em nhiều khi không đọc hết tin nhắn, tin nhắn thậm chí là khách đặt hàng cũng không rep hết á. Rồi lên luôn nè, 60 cho chị Huỳnh nha. Sọc là 65 thôi chị Quyên, Quyên Hồ Thị. Sọc, à sọc nó hết rồi. Sọc trắng nó hết rồi, sọc trắng thì đang thấy rồi. Cho chị Anna Nguyễn quần size L, chị ơi lên địa chỉ luôn trên like cho em. Quần đỏ đô ấy thì size L. Cho chị Anna Nguyễn lên địa chỉ luôn trên like cho em. Sọc 65 là cái sọc Nguyên đang mang nhé, chị Quyên Hồ Thị nhé. 65 là con Nguyên đang mang. Cho chị Anna Nguyễn, chị ơi lên địa chỉ luôn trên like cho em đi chị ơi. Sọc 65 thì Quyên Hồ Thị có chưa? Như có rồi đúng không? Hồi nãy nghe thì đọc rồi. Sọc trước, trước. Sọc trước thì lấy cái sọc này nữa đi. Theo cái sọc này nữa đi. Này con bình kêu có sọc mà mới rồi. Đây 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 đây, bên này này. Hết rồi nhá. Đây nè. Đây nè. Hết. Ok, hết sọc luôn. Rồi lên mã trà đen luôn dùng nhá. Con này em đi chị em nói 75.000, phải không? Chị em mình đang mua con này giá 89.000 mà không có nói deal. Nha, gọn khâu luôn, chị em mình còn được chưa tới chục cái mã này thôi. Nha, lên mã trà đen 75k gọn luôn. Trà đen 75.000. Chị nào lấy trà đen form này chị em 62 vô tư đây, mang cái này. Xong, mang thêm cái bra đen ở trong. Về mua đi, về Nguyên sẽ về thêm bra 39.000 cho chị em mình để chị em mình mix. Vừa rồi về á, gần 500 áo mà chị nào cũng mang mấy cái. Chị nào cũng mang mấy cái nên là không còn cái nào luôn. Thậm chí không còn một cái màu nào không sót được cái nào luôn. Màu nào khách nhắn qua là màu nào cũng được. Cho chị cái cũng không còn cái màu nào luôn. Dễ sợ không? Đợt đợt này chị em mình mua mang lên lưới này nhiều á. Rồi nha, lên luôn vô mã trà đen luôn dùng Nguyên nhá, 75.000 con này luôn. Đẹp lắm luôn ấy. Ai lấy trà đen comment mã trà đen nhá, 75k. Chị nào lấy trà lên trà luôn dùng Nguyên nhá. Trà đen 75k luôn dùng là được. Rồi tiếp con này bán luôn chị nhỉ. Con này xinh lắm này. Này bán luôn chị. 79.000. Đấy. Con này 55 đổ về thôi. Nha, riêng con này 55. Quần ghen bụng có sẵn mà. Rút cho Nguyên đi Huyền.
Trao nguyên lên đi, ai ai hồi nãy giờ mấy người dặn ấy. Trà, trà 75. Trà 75. Ok, hello chị Bông Nguyễn á. Hello chị Bông Nguyễn, sao bữa giờ không thấy chốt cái gì vậy nhở? Con này xinh lắm nhưng mà 55 độ về. Ok, gen từ từ chờ em xíu. Cái này là len tim. Nè. Len nút tim dùng nguyên nhá, xinh lắm nhưng mà em nói này. Tại vì cái này là toàn bộ nút này là nút thiệt nè. Người ta không may hẳn lại nên là về chị em bóp thêm cho nguyên mấy cái nút bóp nữa là ok. Nhá, sợ nó bị hở ấy, cái này sợ bị hở ấy nên là chị em mình bóp cho nguyên mấy cái nút bóp chỗ này nhá, thêm hai cái nút bóp chỗ này là ok luôn, con này lên xinh lắm. Cái này chị em mít chân váy cũng đẹp, mang cái chân váy đen dài cũng đẹp nha, mít quần sò cũng đẹp, rồi rất là dễ mang. Cái này em đi nó luôn chị em 75.000 luôn. Lên mã này là mã cổ trắng 75, 55 độ về thôi, hàng len nha. Toàn bộ là len mông. Cái này là len mông dài. Nha, lên mã cổ đen luôn dùng nhá, 75.000. Ờ, con này 75.000 nhá. Ai lấy cái này lên nhanh tay luôn dùng nguyên nhá. 75.000 bao rẻ luôn chị em mình luôn. Hàng hot girl bán rẻ mình đầu trăm, không có cái đầu chục này đâu. Đấy, Nguyên nói thiệt sự luôn. Lên mã này mã cổ trắng 75k luôn dùng nguyên nhá. Xinh lắm, cái này xinh lắm, 75k. Còn bên mã cổ trắng nhớ cho Nguyên nha, tại vì cái nút này nút thiệt luôn. Tùy thuần chị Hiền Hoa. Nút len này là nút len thiệt luôn chứ người ta không có may hẳn vô trong này. Nên là nhiều khi á, mang mà chị nào ngực to nó sẽ bị chị ở áo xanh trắng nam và chị ở 79k thì là ngực to thì nó sẽ bị căng ra, nó bị hở xíu này, chị em mình đóng cho mình cái nút bóp là ok luôn nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Đấy, chốt lên luôn những mã này là mã cổ trắng luôn dùng là ok cho chị Yến Hoàng cái nữa, 75.000. Đây nè, quần gen đây nè. Nhưng mà em nói này còn ít thôi, trừ luôn cho chị đi ấy, chứ không là thiếu của chị. Cái này em còn ít thôi, về thêm được mấy rồi đây nè. Quần gen nhá, đang có màu này và màu đen, màu nu và màu đen. Cái áo đó còn màu trắng, áo đó còn áo trắng cổ xanh, còn màu trắng cổ xanh nữa là hết mà. Chờ em xíu xíu, đây. Quần gen bộ đài size nhá, M, L, XL, 2XL nhưng mà chút đến 60 thì hay 57-60kg quay đào thôi nha. Cái này chị em mình nhớ này, cứ kéo hẳn mà nó qua khỏi mông, có rồi đấy chị Thùy Thùy, cứ kéo, ráng kéo đi nó ra qua khỏi mông là ok nha. Ok vậy Linh, qua khỏi mông để cho chị em mình mang ôm nó mới siết được cái bụng. Nhiều chị em mình mà muốn mang mà cho nó rộng nó thông thả thì thôi đừng mang quần ghen bụng nữa, nên là cố gắng kéo lên cho nó khỏi mông, ôm vô bụng mới ghen được cái bụng lại nhá. Nha, nhiều chị mà để mà mang rộng rãi thì đừng mua ghen làm gì. Cái này muốn mang rộng rãi đừng mua ghen làm gì. Có màu đen chị ơi, cái này có màu đen và màu nu thôi. Em đi chị em con này 49k, chốt mã ghen kèm màu. Nhưng mà cái này chị nào lên trước có sai. Tầm khoảng 3-40 con nữa là em hết. 49.000 con này nhá. Vô nhà Nguyên cứ yên tâm là hàng rẻ, hàng Quảng Châu nha chị em mình ơi. Con này là hàng Quảng Châu có màu đen, em không gỡ ra nữa hè. Em không gỡ ra nữa hè, mắc công xếp được nè. Lấy size nhỏ nhất thôi, 49k lấy size nhỏ nhất là size M. Nguyên 52kg mà vẫn đang mang size M mà. Vì cái phần này của Nguyễn không to lắm này, vẫn đang mang size nhỏ nhất. Tất cả như quần đồ là Nguyên đều mang size nhỏ nhất hết á. Rồi lên mã gen kèm luôn dùng size. Ồ, chị Yến Hồng bữa nay xuống còn cái size M á hả? Phải không? Bữa nay xuống còn size M thôi á. Size M là size nhỏ nhất nha, cho chị em mình tầm khoảng 50 thôi. Nè, đây, được chưa? 49k em như thế này. Thế từ lúc chị giảm cân Nguyên chưa gặp chị luôn, chưa gặp chị luôn. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên, cổ trắng cho chị Nguyên hộ thị luôn. Thái gan lờ mà, áo trắng phía sau lưng á hả. Con này là 60 chị ơi, con này 60, con này 65. Rồi em im nhá, em chốt nhá. Lên mã gen kèm size, à kèm số ký đi chị em mình, lên kèm số ký đi. Lên kèm số ký là ok. Chị Linh thì Nguyễn Thị Huyền chốt rồi đúng không? Đúng không? Rồi ok nè, cứ em cứ in nhé. Chị nào mà lên trước là có sai thôi. Sợ em giờ em đọc tên á, là ngày mai chị em mình kêu ôi đọc tên rồi mà không có sai nha. Chị em mình sợ chị em mình là kêu là đọc tên rồi mà không có sai, nên là em in bill hết. Em in bill hết. Chị nào từ trên xuống dưới, chị nào có sai em bắt về. Em còn tầm khoảng 3-40 con nữa là hết nha. 3-40 con nữa là ok. Ơi con lấy sữa con uống đi. Ba xíu nữa để mẹ hỏi ba thử đã. Ba gần về.
Ui gần hết rồi đó. Gần hết rồi đó. Còn đâu đứa mẹ coi. Coi. Kiểm tra. Kim à. Ôi xíu xíu. Mùi gì vậy đây. Ok vậy thả vùi. Rồi nha chị nào lấy quần gan lên quần gan nhé. Em đi luôn chị em mình này. 49k cái con này em thấy là rất là rẻ luôn. Rất là rẻ. Không đâu có kem nâu đâu. Có màu này với màu đen chứ mấy. Màu đen rất đâu rồi hiểu. Chỉ có màu này với màu đen thôi. Màu kem với màu đen thôi. Màu nâu đâu ra được. Ba về à? Phải ba về không? Để ba không? Ra thử. Ra thử nó ba mua mua. Cô ban cá nhân đi. Phải ban. Ông mua. Cô ban cá nhân dán kìa, dán dán. Màu đen với màu nu thôi. Thế. À. Rồi ok nhé, chị nào lấy cái này lên luôn dùng em nhé. 49k một cái thôi. Siêu chắc luôn. Rồi tiếp đây còn cái màu này nữa nè. Dạ ok chị Yến Hoàng. Rồi còn màu này nha. Xinh, cái này xinh lắm luôn. Xinh và xinh lắm luôn á. 65k. Không được ta. Không leo lên cái tủ y tế kìa ba. Trời ơi cái màu. Nhìn ghét chưa? Cái nút của nó là nút tim như thế này nè chị em nè. Nhìn xinh không? Nhìn cưng chưa? Toàn bộ là nút tim. Con này em đi luôn chị em mà nó là 75k, size này 55 đổ về. Cũng như thế, toàn bộ là nút thiệt nên là chị em mình về sợ bị hở chị em mình đóng cho nguyên mấy cái nút bóp vô nhá. Nha, tầm em mã này là mã cổ xanh luôn, dùng nguyên em đi luôn chị em mình, con này giá lên chị em mình là 75.000 có. Cổ xanh. 75k. Ít ra chị em mình mua hết cổ này cho chị Linh Thị Nguyễn Thị con này. Lên mã cổ xanh luôn dùng nguyên nhé, xinh lắm. Lên mã cổ xanh luôn dùng nguyên em đi luôn chị em mình con này, giá lên chị em mình là 75k một con. Còn tầm còn một tẹp thì còn tầm khoảng 10 áo nữa là em hết con này rồi. Nha, 75k một con cổ xanh. Xinh. Biết cái gì không đẹp chị em mình ơi. Lên mã cổ xanh được giả, nhưng mà chị Bông, nếu như mà ngực mình to ấy thì bóp cho nguyên mấy cái nút bóp chỗ này là ok. Thanh giản vô tư thoải mái mà, đây nè. Đây là chị em mình đâu cần hỏi bao nhiêu cái vừa nè. Giản vô tư nhưng mà chốt 55 là nó thông thả. Chị Minh Hiếu, chị Bích Hà. Nha. Cho chị Linh Thị Nguyễn Thị cái luôn. 75.000 cái. Nhớ nha, cứ ngực to là bóp nút vô đừng các em ơi. Áo này về mang hở hở ngực. Thì cá nó lên địa chỉ. Thái ngực thì bóp nút bóp vô nha. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay. Rẻ lắm luôn ý. Ai chưa có cái mã này tranh thủ nhá. 75.000 một em thôi. 75.000 một em. Chị nào chưa có tranh thủ lên nó. Lên mã này luôn. Chị ơi chị Canada lên địa chỉ luôn trên live cho em. Cái này không cần chọn mà không cần ad ơi. Không cần bóc rồi. Thôi còn không thôi là chốt. Nè, đây thấy một bịch rồi nè. Bịch này 10 cái rồi. 10 cái. Cổ xanh ok chị Bông luôn. Lên mã khăn tắm hình như là rất là lâu rồi. Cái này là về cái còn được 20 cái rồi. Có chị Minh Hiếu có rồi. Còn được 20 em khăn tắm. Chắc là cái này chị em mình mua nhà nguyên quá là nhiều rồi. Ăn chưa sợ? Ăn chưa? Chị Tiết Hồ có rồi. Chị Tiết Hồ có rồi chị ơi. Cái này chị em mình mua nhà nguyên quá là nhiều rồi đúng không? Cái này là siêu mềm và thấm hút mồ hôi luôn nha. Lên luôn dùng mã khăn tắm nó to bự như thế này nè chị em nè. Không chọn màu nhé. Còn được 20 cái thôi. Cái này không chọn màu nhé. Còn được 20 cái. Em đi luôn chị em mình con này 45k một cái đi. Ok vậy Canada. Hả? Gì? Trời đăng like không lan trẻ. Trong cái mã này là mã khăn 840. 45.000 một cái. Cái này siêu mềm và nó thấm nước siêu sướng luôn á chị em mình ơi. Nó mềm cực kỳ luôn. Lên mã khăn 845.000 cả. Chị em mình cần lúc mà cần đi ra ngồi mấy cái quầy tạp hóa đồ á là người ta bán cho chị em mình 70-80.000 cái. Khăn to dặn khăn to này 70-80.000 một cái. Em đi luôn chị em mình 45k nhé. 45k nhiều màu đẹp.
đi luôn chị em, 45k một cái khăn 8, chị nào lấy khăn 8 còn được 20 con nữa là hết. Nên là chị nào chưa có cái mã này lên nhanh ta luôn dù nhá. Lên mã khăn 8 45k cho Nguyên lên mấy cái áo lửng này luôn nè. Áo lửng luôn. Con này tàu nhá, cho Nguyên lên mấy áo lửng này, còn cặp hai cặp phải. Còn cặp hai cặp áo lửng, tương tác cho Nguyên nghe chị em mà nó. Nó xíu lên cả bộ nam. Chấm tương tác lên luôn dù Nguyên cái này xinh nè. Lên mã khăn 8 luôn dù là ok. Màu đủ các màu nhá, đủ các màu. 45.000 cái. 45.000 cái. Đây nè. Đây nè, khăn 8 nè. Wow. Áo này áo crop top. Xinh. Em đi thay nhé, em kiếm cái màu vàng mang nhé. Màu vàng. Rồi nhá, chị nào lấy khăn 8 chút thanh khăn 8 đi. Chị Lê Hồng, chị Hồng Diệp Lê, chị Canada, Bi An Nguyên. Lại tàu khô nữa mới sướng nhé. Thanh Thu Đạt. Lại tàu khô nữa mới sướng nhé. Con chưa lên bộ chú hạng luôn này. Đó, cho đủ cả, đủ sáng. Như cái khóa này chú ai gì? Chú không bé à? Chứ đâu ra cái gì đi? À, nó cũng cặp bạch rồi. Thế? Cặp bạch rồi. Nó ra đúng không? Bạch đó. Thế là lạ. Váy con mình không biết váy mua chả. Cái này lửng lửng nha, 55 độ về chút đẹp, tàu khô. Hả? Nhiều đồ khoảng nhiều nữa. Cặp này 55 độ về là chị em chốt ok. Cái này chắc của nó là chắc có tông tàu khô như chị em mà nó. Nó người cho là xứng. Rồi. Tụi nó lấy nhanh ổn. Em đi luôn trẻ mình con áo Nguyên đang mang này. Tàu khô nha. Cái này là phôn của nó là phôn lửng lửng chứ không phải crop top đâu. Không phải ngắn cái này. Cái này là lửng lửng như thế này nhá. Phôn này trẻ mình 55 độ về. Giờ trẻ mình trong tủ đồ kiểu gì cũng có được vài con quần lưng cao để mix với những con áo này. Lưng cao hơn xíu chứ con này Nguyên mang quần hơi lưng hơi thấp tới rốn thôi. Thì mang lưng cao lên xíu chỗ này nữa là đẹp nha. Mang lưng lên cao xíu nữa là ok. Em đi luôn trẻ mình con này 49k cáp. Hình như bên dưới Trang Huyền còn cọc nữa này. Chứ Trang Huyền 49k con nhá. Chắc rất là đẹp luôn. Con tầm được lộn xộn, còn tầm được 30 cá nữa là hết. Bỏ màu ra cho Nguyên đi. Bỏ màu ra luôn dùng đi. Bỏ màu ra cho Nguyên đi chị. Tê tê một con. Hai vàng, còn vàng nữa không? Còn vàng nữa không? Đó, bỏ chị tê tê một con. Bỏ tê tê một con. Con Nguyên đang mang có luôn không thì bóc, còn không bỏ tên này xuống. Rồi ok ha. Rồi lấy mã cười xanh luôn dùng đi nhá. Đi 49k nóc con này. Mấy con này chị em mình tranh thủ. Là cốt tông tàu khô. Càng giặt nó sẽ càng mềm. Ôi chị Minh Minh đâu thế. Chị Thanh Đặng Thanh Nhàn cái này. Chị Minh Minh chị rất là ghiền cái tàu khô này. Tối nay chưa thấy chị. Xanh này chị ti ti luôn nè. Chị ti ti xanh luôn nè. Đẹp lắm nhưng mà mỗi mã còn đang được cả hai cái. Trắng này. Còn em mã trắng luôn dùng là được. Trời ơi. Còn một cái cười xanh nhá. Cho chị Phú Quý, Nguyễn Thị Phú Quý. Nguyễn Thị Phú Quý. Đi 49k con thôi. Bao chắc luôn cho dạ mình. Nói này dạ mình tranh thủ. Rồi nha, lên luôn những mã này mã trắng. Vàng còn đâu? Vàng hết. À, vàng Nguyễn đang mang này. Vàng Nguyễn đang mang. Không. Vàng mà cười lên sao nhiều chị cho tinh không ấy. Trắng này. Trắng dày tiết hồ này. Phôn là phôn lửng như Nguyễn đang mang nha. Đừng có kêu là em ơi sao mà về con áo nó ngắn quá không mang được là chịu luôn ấy. Nguyên lai rất là kỹ luôn ấy nha. Nguyên lai rất là kỹ là Nguyên mang phôn lửng này mang thực tế luôn cho chị em mình xem. Ôi xong nhiều chị về em ơi sao mà nó ngắn quá chị mang không được cho chị đổi. Không đổi nha, không đổi vấn đề này nha. Em nói trước ấy, người ta mang thực tế luôn. Em sợ nhiều chị lắm rồi. Cho trắng cho chị tây tây một cái này. Cho chị tây tây một cái này. Rồi lên mã chữ hồng. Không đổi nha, vì lý do ngắn không đổi nó trước chứ không kêu là con này nó khó khăn bán hàng, nó khó khăn hả? Ừ bye bye thôi, không đổi thôi bye bye thiệt. Sợ nhiều chị lắm. Giờ bye bye đừng tháng hai tháng bye bye không gặp hai tháng
Vì chị vui lắm, vì chị mua hàng giống đấy. Thôi bye bye, từ nay không ấy nữa rồi, 2 tháng sau mua lại. Rồi lên mã chữ không? Em tại vì em like rất là kỹ chứ không phải em không ít không mua, khi mua mã kiểu em không có kiểu là kiểu như bán lặng, bán gian đâu. Hàng như thế nào thì em chốt như thế đó. Thế xong nhiều chị kỳ lắm, mua hàng kỳ lắm. Nhiều chị gặp khách nhà em đa số khách chị y khách chị đấy, nói chung là đa số khách nhà Nguyên là đa số dễ thương, mà lâu lâu gặp mà những chị nó mệt hai hồng mệt người luôn, cứ kêu là người ta like rõ ràng là áp phông lửng, áp phông lửng sao mà chốt. Chị vàng là chị Kim Ngân có chứ, chị Ngân đó mà vẫn chốt, mà kêu là về bắt đầu là em ơi sao nó ngắn này, sao chị ma khổ đời rồi nha. Lên mã vàng mà không đổi, nó cực lắm. Like kỹ, em like rất là kỹ luôn, like từng mã từng mã. Cái nó lên mã chữ đen có cái không còn Huyền cũng được, xanh mặt cười còn không, bye bye Hỷ. Đẹp lắm, cái này đẹp lắm, tốn tiền quá không nói với chị em không có thằng bác nói chứ chị em mình đi ra ngò lúc cần đi ra ngò mua đắt lắm, mua đắt lắm. Một mã ít nhất nó là rẻ thôi, ít nhất trên là ít nhất 20 nghìn, ít nhất 20 nghìn cho nó áo thun này. Vì buôn bán nhập số lượng này là sỉ lẻ, em đeo trên nhau nhiều đâu, em bán sát giá lắm luôn. Hồng kiểu này hồng theo có một cái, hồng theo có một cái, thì nào lấy hồng theo comment hồng theo luôn nữa được nhá. 49 nghìn comment mã hồng theo luôn nữa nhá. Chắc của nó là nhớ nè, con này là chắc có tông tàu khô. Thì cảm giác ban đầu chị em mình nhận hàng về á, Hồng cho chị truyền mai nhận hàng về nó sẽ không được mềm như là chị em mình mua có tông tàu hay là mua thun tháo, nhưng mà càng giặt nó sẽ càng mềm ra và nó không bị mắc phôn. Em nói trước để chị em mình chưa bao giờ mua tàu khô nhá, hàng tàu khô là hàng đắt đó. Giờ chị em mình chạy số lượng nhiều, cái tán được chị đó, đi nhập số lượng nhiều là 60 mấy nghìn. Chính trong phòng rồi con. Dài hả? Dài có hàng 59 cái. Còn mã dài không Huyền? Tàu khô dài còn ha. Bỏ lên trong Nguyên luôn. Rồi lên mã đôi dép. Ưa mã phun lẫn hồng thêm hết rồi. Dép hồng. Thứ còn cái nhé. Cái này về em đóng hết. Lên mã dép hồng luôn nhá. 59 ca dép hồng. Chị nào lấy dép hồng comment dép hồng. 59 ca. Nha, chị nào lấy dép hồng lên dép hồng. À lộn, sorry. 49 ca dép hồng. 49 ca dép hồng. Bỏ hết tấm hết lên trong em đi nhanh qua cái live phone dài tấm lại dùng đó. Chị tây rồi lên mã cô gái phone năm, cái mã nào cũng kiên tay Huyền ơi, mã nào cũng đẹp Huyền ơi. Bóc cái ghế nhựa Huyền, cái bỏ lên cái ghế nhựa phát riêng em còn á chị Phùng thì phát xíu em lên thầy cho em xíu. Gái gì tây tây, gái gì tây tây, 49 ca đó. Rồi nhá, lên mã gái đeo không dùng em. Chị lên tâm lấy cái đen này thầy. Ui cái nâu, ngầu chưa? Ngầu chưa? Ngầu chưa? Cân chưa? Cái nâu nhá. Hôm này dễ mang lắm. Cái này cho nó trẻ trung này. Chị mình mang cái quần lưng cao lên là nó không có sao hết á. Bộ xanh treo phía sau. Cái nâu này. Cho chị tiếp hình thì anh đi. Nha cái nâu chị thi thiền cái này lấy. Cái kế nâu. Rồi nhá. Lên mã chữ mù kem. Chữ kem nhá. Chữ kem 49k thôi, cái nào em hết tạm hết cái mã này như vậy mà đang còn ít quá, đang còn ít quá, 49k con thôi. Vậy mình đi dạo đi không, nhưng cái dòng khô tàu này không ai bán như vậy mình 49.000 đâu, thiệt luôn. Chữ kem, chữ gì tây tây, thiệt luôn á. Trong em mã chữ đen, chữ đen có cá comment mã chữ đen luôn dùng là ok. Chữ kem em hết rồi, chữ đen có cá nhé. 49.000 chữ đen, chị nào lấy chữ đen lên chữ đen, chữ hồng đi nhanh thôi. Có cái phom dài hơn xíu, phom dài là phom 60 kg, đắt hơn 10.000. Rồi lên mã số 35 dùng nguyên, đây luôn, lên mã 35 luôn dùng là được nhé. 35 bộ caro dài chị ơi, cái này còn xây nhỏ nhỏ không à, bé Nguyễn tầm khoảng 12-13 kg đổ về, bộ này 49.000, 12-13 đổ về quần dài ông bo, dài một xíu à, dài một xíu có. Rồi lên mã mặt cười, lên mã số 35 dùng nguyên, 35 màu hồng. Lên mã cười và đẹp mà.
Cái này chị em mình mix mang hồng cho chị Ly thu, bắp cái nào hồng nào cũng được, bắp cho chị hai cái, hai cái hồng. Mặt cười cho chị Phú Quý, Phú Quý rồi lên mã theo xanh 49 phao theo xanh dùng nhé, đẹp lắm, cho nguyên mã theo xanh. Tại vì cái này là về đóng chứ không có ấy nha. Rồi lên mã theo xanh luôn dùng nguyên này nè, đẹp chưa, màu này cưng này. Comment mã này là mã theo xanh luôn dùng nha, theo xanh. Rồi mã xanh đậm và xanh nhạt, xanh đậm và xanh nhạt 49k con nha, 49k còn lại siêu rẻ đó, chị em mình phát đi. Theo xanh chị Hồng Diệp Ly, Hồng Diệp Ly. Em bị gì đó em? Em bị gì cái trán ấy? Làm cô gái Ấn Độ hả? Theo xanh em hết rồi, lên mã xanh nhạt và xanh đậm. Nhạt cái gì Thi Thi, nhạt chị Thi Thi. Rồi lên xanh đậm luôn dùng nguyên nhá, 49k siêu rẻ. Xanh đậm 49k. Theo xanh em hết rồi chị Lê Nguyên Nguyên thôi. Rồi xanh đậm luôn dùng, theo xanh em hết rồi. Xanh đậm luôn dùng là được nhá. Cảm ơn mã xanh đậm. Đây nè, phông dài có cái này nè. Phông dài có cái này, đang còn được hai cái. Phông này chị em mình lấy 60 mang được. Phông dài có cái này. Xanh đậm cho chị Nhân Nguyễn. Phông dài có cái mã này. Theo toàn theo hết 59k con nè. Phông này, phông này chị em mình lấy 60 nhá. Phông này đến 60 nhá. Đây nè, đây là form dài. Đây là form dài nhá. Dài nhưng mà không phủ mông. Cái này có hai cái. Nha, có hai cái. Lên mã nâu 59k luôn nhiều nhá. Xanh nhạt cũng hết luôn rồi. Nâu 59k nâu, chị nào lấy nâu comment nâu luôn nhiều là ok nhá. Vẫn chưa xanh đậm em hết rồi, vẫn chưa lên được bộ mì hả? Xanh đậm cũng hết luôn rồi nha. Nâu này dài 59k con nâu nhá. Chị nào lấy nâu 59, chốt nâu 59k luôn nhiều nhá. Chị Hồng Dịp lên cả. 59k nâu. Nào cho chị Thi Trần luôn. Nào chị Thi Trần luôn. Cho chị Thi Trần luôn. Màu này lên màu kem, lên màu kem. Lên màu nhạt đi. Nhạt nhá các, cái kiểu chữ theo này là màu nó khác nhau. Lên áo len có hàng chữ. Áo len có hàng chữ chị ở 65.000. 65.000. Rồi lên kem cho Nguyên nhá. Toàn bộ chữ này là chữ theo. Comment kem luôn dùng Nguyên nhá. Em đi luôn trẻ mình con này là 59k kem. Cho môi trường áo diễn tả vậy chị Minh Quế ơi, xanh đậm hết luôn rồi. Comment mã này là mã kem thế nào, phải màu nào, phải màu nào, cái gì nữa, đúng rồi. Chị Minh Quế lên thông tin trên like cho em đi, xanh đậm em hết rồi. Lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên like cho em đi chị nhá. Nâu này. Rồi còn một kem nữa là hết. 59k con này phôm dài. Con này 59k nhé. Con này phôm dài hơn 59k con. Nha. Cái này các kiểu chữ. Các kiểu chữ. Đừng cho ai chị nào lấy cái này lên cho em. Còn bên mã này là mã kem 59k luôn dùng là được. Các kiểu chữ nhá. Chị nào lấy chốt này. Rồi. Mã lửng này em còn được từng này cá đó. Lên mã này mã chữ xanh còn cá. 49k chữ xanh. Toàn bộ là chắc có tông tàu khô hết. Nha chị em mình ơi, kem chị Linh Trung cá đi, Linh Trung cá. Con này chắc có tông tàu khô nhá. Lên mã chữ xanh, phong lửng nha, 49k con. Phong là phong lửng nhá, 49k một con cái này. Nha chị nào lấy cái này lên mã chữ xanh. Chữ xanh nhá, lên mã hình trắng và hình xanh luôn dùng em. 49k con này, có tông tàu khô nhá. Lên mã chữ trắng và chữ xanh. Này, cân chưa? Có tông tàu khô nhá chị em mình ơi. Càng giặt nó càng mềm, mà cái này được cái là không bị giống như gọi ở mình gọi là không bị xịt ấy. Không bị xịt, nó không bị mắc phôm, không bị mắc phôm áo nha. Ai lấy cái này lên luôn cho mọi hình trắng, hình này cute này. Hình này cute này. Hình trắng chị Nhân Nguyễn phôm lẫn như Nguyên đang mang nhá. Hình trắng và hình màu xanh. 49k hình xanh nhá, chị nào lấy hình xanh, trắng hết nhá. Comment mã hình xanh luôn 49k luôn dùng ok. Hình xanh nhá. Màu trắng ba con thú hết rồi, chữ xanh chị Dung Phạm. Lên mã hình xanh nhé, chị nào hình xanh lên hình xanh 49k, rồi lên mã chữ luôn. Chữ đèn sau có khách chốt rồi Huyền ơi, chữ đèn sau có khách chốt rồi. Hình xanh chị Phú Quý luôn. Rồi comment lên luôn nè. Chốt lên luôn cho mã chữ đen dùng nguyên có 1 cái. Chữ nu có 2 cái, phơm lẫn nhé, 49k con. Nha, có 1 con chữ đen, 2 con chữ nu, 49k. Hình xanh em hết luôn rồi nha. 1 cái chữ đen này, rồi hai cái chữ màu nu nữa,
nha chị nào lấy cái này. Lên sắc lắp em lên rồi, hết xanh rồi. Chị lên nguyên nguyên mạng chậm quá hì. Còn lên sau không á, màu này cưng chưa? Màu này siêu trắng da nè. Nha, chốt lên luôn, mã này là mã nu. Chữ nu có hai con. Chị Trương Ngọc lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên live giùm em. Chị Trương Ngọc ơi, có hai con. Một cái chữ đen, hai cái chữ nu. Nữa là em hết phông lẫn. Cái này mình còn gì? Sao nhìn bẹp lép rồi hiểu? Còn được chụp xét không? Cái này nhìn bẹp lép trời. Cho chị Nhân Nguyên. Cái này chắc còn tầm được chục hộp này. Bẹp lép nè. Chữ đen cho chị Nguyên Hiền. Rồi nha, con này chắc này. Dạ mình nhìn nè. Đây là chiếc hộp nam, lại nhận còn được chục. Chị Nhân Nguyên có rồi. Còn được chục hộp nữa, em đi chị em 39 càng hộp. Chiếc quần nam. Con này á, siêu siêu coi giãn rồi, lấy cho chồng chưa? Lấy ừ. Chồng chưa hết rồi đó. Lấy chồng chưa hết rồi đấy. Nè, chắc nè. Mông mông nào to, cỡ nào mang cũng được. Nha, cái này 75kg mang ok. 50kg, 75kg, nó coi giãn theo form nhé. Ok chị Trương Ngọc. Lên mã chiếc nam, một hộp này 3 cái. Em đi chị em 49.000 cái. Ơ quên lộn lộn sao đây, 49 càng hộp. 49k một quần ở một chiếc hộp và quần nam nhé, còn được tầm chục hộp nữa là em hết. Hay có chục hộp vậy. Nguyên đây luôn trẻ mình, con này giá lên trẻ mình là 39. Nhưng mà là 3 con. Giá nhà Nguyên là nhiều cái giật mình lắm trẻ mình á. Nhiều cái giá giật mình lắm. Trẻ mình dạo đi 39.000 bằng trẻ mình đi, nhiều khi nhiều chị đi nhập sĩ không ra được luôn. Thật sự nhiều chị đi nhập sĩ không ra được 39.000 luôn. Nha, comment mã chip hộp nam dùng nguyên nhá, siêu giãn. Cái này thấm hút mồ hôi sướng nè. Coi giãn theo form từ 50kg độ lên, 75kg độ về là có sai. Em chốt luôn cho dạ mình, giá lên trẻ mình là 39.000. Nhưng mà là 4 con. Chip nam với chị Trinh Trần. Nha. À 3 con. Quên, 3 con, một hộp này hộp 3 con nhé. 39.000 hộp 3 con, siêu rẻ. Hàng này có tông siêu giãn nhé dạ mình ơi. 70kg, 75kg mang ok luôn. Chị nào lấy mã chip hộp nhìn đẹp lép nè. 39.000 mất luôn. Ai lấy cái này lên anh ta luôn dùm á. 39.000 cái đó chị em mình tranh thủ phát đi. Giúp nam giá đó là giá siêu rẻ. Tay Trần. Bộ này. Bộ cốt tông tàu này. Bộ cốt tông tàu. Ui. Áo này. Thiên bộ găng. À bữa nay bộ găng bé này. Bộ găng bé này. Rồi em đi chị em mình mã này luôn. Cái gì thi Trần luôn đi. 75kg còn được á chị Bích Hà ơi. 75kg vẫn ok luôn á. Còn một bộ xanh chuối này. Cưng chưa? Bộ này có tông tàu size 55-57 độ về. Áo của nó là áo lửng lửng. Cưng, cưng. Áo lửng size 55-57 có tông tàu chị Anh Hồng Trần. Bộ xanh. Bộ xanh em đi cho em 89.000. Bộ xanh 89.000. Chị nào lấy cái này có tông tàu. Cho chị Thu Thảo Lê. Có tông tàu nhé. Ờ cứ đánh luôn đi. Đánh đi và sẽ đỡ phải đánh. Mai không đỡ rồi mình sẽ đi. Đánh rồi mai kích lại sau không được. Mai sao kích không được. Đánh xong mai kích không được. Phòng hồi này đúng không? Rồi nha, cho nguyên mã này lên mã bộ 89k. Bộ này 55 độ về, bộ này cưng lắm. Áo của nó là áo lẫn lẫn nha chị em mà nói. Lên mã bộ xanh 89k. Chắc của em này là chắc có tông tàu nha chị em mà nói. 89k luôn dùng là ok nhé. Chị nào lấy bộ xanh, comment mã bộ xanh 89k. Còn đâu? Cái này em còn được hai con. Ủa cái này đủ bộ. Không dài hồi nãy cái mã 99. À quên lộ 59k. Ui. Trời ơi form 60. Chị nào nhanh tay có cái bộ này cưng lắm. Sao giảm đến 60-62. Chữ của nó chữ nổi nè. Lên mã bộ này 89k cho. Đẩy cái bộ mì qua luôn dùng thế. Đẹp không? Đẩy cái bộ mì qua luôn dùng. Bộ mì hả? Bộ mì hả? Bộ này có đúng một bộ thôi. Trong lên mã này 89k bộ phối xanh. Hàng này đúng ra hàng em đi nhập là 105.000 một bộ. 105.000 một bộ bán rẻ bên 89.000. Nha, ai lấy cái này lên mã này là mã bộ phối. Bộ chữ nổi cũng được. Chị Nhân Nguyễn. Nhân Nguyễn. Bộ xanh ngọc nó đẹp thế chị em không chốt à. Bộ xanh ngọc nó 55-57 độ về. Bộ lửng. Cái này còn có một cái này 59k áo. Cái này mà hôm qua chị nào mua. Còn cái quần hồng nào không hả? Phối em hết rồi. Lên mã theo 59k. Con này chị em lấy 60 vẫn mau ok. Nha, chị nào lấy cái này lên mã theo luôn dùng là được nhé. Comment theo luôn dùng là ok. Đi chị em mình con này giá 59.000 con. Size này 60-62 chị em mình mang ok luôn.
Phố xanh em hết rồi. Không, em không like đồ bán chị ơi. Nè chị nào lấy cái này lên luôn dùng màu này mới nhạt hơn không? Mới nhạt hơn đúng không? Con này đi 59k áo, chị nào lấy cái này lên luôn dùng áo. Cũng cùng với trước. Cùng má. Chị em mình biết cũng được, cái này chị em mình mua lẻ cũng được. Mua rồi áo quần cũng được. Cái này là hàng bị lỗi. Áo len 3 lỗ sao. Con này 60k em ơi. Con này 60 nhá Lan Viên nhá. Mình chốt đi, đây là hàng này hàng nguyên sale luôn rồi. Nó còn ít là nguyên sale luôn cho nó gọn. Thôi cho mình xả thêm miếng nước nữa sao. $89.000 nguyên bộ. Chị mình mua áo là 59, quần 39.000 luôn nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Chim nam tam giác Huyền. Còn không Huyền? Bộ cánh, bộ xanh ngọc, size 55, 57, chip nam tam giác mình đâu còn. Huyền, còn size gì không? Còn size 3 thôi, còn size bự thôi. Còn mỗi size bự thôi. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên mã hồng. Cái này em còn được hai cái quần. Em thấy hai cái. Quần này đi 39k luôn. Size này chị em đi 60, có tông tàu nhá, xịn sò lắm luôn ấy. Em đi nhập cái này là cái đợt hàng này là làm bị lỗi luôn. Đuối đơ luôn, bù đuối đơ cái mã này luôn ấy. Áo quần bị gọi là bị lộn ấy. Rồi tiếp lên luôn cho chị em mình cái này. Có cái áo chị em mình đang hứng, em lên chị em mình cái bộ mì tàu, bộ mì hàng luôn. Ok thì em lấy Hồng mất công em mở vô. Chị Hồng Lê đang có đơn thì. Chị nào hám cái này không? Còn được từng này con thôi. Còn được từng này con thôi. Đang chờ không có hàng về. Đây chờ không có hàng về. Vì hôm bữa 500 có bữa nay đó. Chờ miết em đặt nhiều lắm cái này không có hàng. Vì khách em nhà em nhận hàng con này về sướng. Chắc đẹp mà giá quá là rẻ luôn. Ít ra nè, muốn nói cái này ít ra nè. À cái này là 65. Con này là 65. Con này là 65. Còn con này là 60. Còn nữa không? Con này là 65. Còn con sau là 60. Áo nam này là size dành cho những anh nam nào đến 64kg là chốt đẹp. Khách nhà Nguyên nhiều người khen lắm luôn, không nghĩ nó rẻ nè. Cái này còn mỗi size M thì mã phối này còn mỗi size M. Chưa có hàng chị ơi, chưa có hàng. Ờ áo 65. Chứ còn mỗi size M chị vô chiều chị chỉ vô tìm có mỗi size M thôi. Còn size gì? Size M size đến 60. Con này em đi chị em 79k, size này 64 cái độ về là ok. Đẹp lắm luôn. Nha, comment mã nam size L 64kg độ về là ok nhá. 64kg độ về chốt đẹp con này. Chốt lên luôn trẻ mình là 79.000. Con này rẻ quá thể. Cho chị Phạm Thanh Hiền cái. Con này rẻ quá thể. Trẻ mình mua thử mấy con này về đi. Ok chị Phạm Thanh Hiền cái. 79.000 nhá. Rẻ. Trẻ mình đi mua ra ngồi mua đầu trăm, phí ra thiệt luôn. Cái này của nó, chất của nó này em nhắc lại một lần nữa là chất của nó là chất bolo hàng mắt chim ấy. Nhiều chị xuống đặt xong đã các kiểu rồi xuống da xuống. Ôi chị tưởng là chất có tông. Chứ còn mà bolo này là chị không lấy. Rất là phiền luôn. Nha, bolo mắt chim hàng này là hàng mềm, hàng đẹp ấy. Rồi cái này em còn được mấy cái này, còn được 3 cái size L luôn. Lên mã số 3 dùng nguyên size L nhé, có 3 con thôi. Lên mã số 3 size L 3 con, đang úp bộ mì hãng lên mà chưa lên luôn. Áo riêng có chị nào hỏi xíu nè em lên luôn. Cái này còn đúng 3 con. Nha, lên mã này là mã nút đen đúng 3 con. Size này size 64 đổ về là chút. Ui cái này 2XL. Một cái size L và hai cái size X là 72 đổ về và anh nam nào gọn lên 75. Nha, một cái size L và hai cái size 2X. Cho mã này. Em chốt luôn chị em mình mã này với giá lên luôn chị em mình là 79.000 có đúng 3 con thôi. Đó, chị nào lấy cái này lên nhanh tay luôn dù nhá. 3 con, một cái size 3, à một cái size L và hai cái size 2X. Hàng Hidoly hàng chuẩn luôn. Chị em mình sẽ bắt gặp con này người ta like với mức giá chung là 125.000 một cái. 125 một cái mà em đưa chị em mình 79.000 nha. Chị nào chưa có cái này lên mã
Nam này em còn được 3 con. Chị ơi lên cho em cái size. Lên size nha, 64 kg đổ về và cho size L và 72, còn anh Nam đầu gọn lên 75 cho size 2X. Còn được 3 cái này nữa là hết. Ai lấy cái này lên nhanh tay lưu dụng ok nhá. Chị nào chưa có cái mã này lên nhanh tay. Rồi tiếp luôn cho chị em mình con này. Size XL không còn cái mã nào luôn á chị. Không còn một mã nào có size XL hết. Ai bỏ size L xuống cho chị Trương Thỏa. Size L chị Trương Thỏa. Rồi nhá, trong cái mã này là chiếc xịn. Comment lên con này lên mặt chip xịn luôn dùng em nhé. Cái này em cũng còn được một ít này. Cái này là về là hết, về là hết, liên tục về là hết. Chip xịn con này là siêu dài, hàng co giãn nhiều nha chị em mình. Nhìn chắc này, siêu dài trong các kiểu chip có tông thì là cái mã này là ưng ý nhất. Dài, mềm, thấm hút mồ hôi nha. Cái này em đưa chị em 109 càng chục. Cái này em không tách lẻ ra nè nha chị em mình. Riêng bán chục này lỡ lãi rất là ít. Em không tách lẻ ra nhá. Những cái đợt hàng đầu tiên ấy, là chắc nó mỏng. Thiệt luôn em bán nó. Những cái đợt hàng đầu tiên ấy, về năm ngó đã có về kiểu như này. Nhưng mà chắc nó mỏng, nó không dài, không mềm như là cái đợt hàng như này. Nha, toàn bộ đợt sau này về chắc sướng như này. Em mới về liên tục này. Khách hỏi nhiều lắm. Chắc chip có tông nhá, từ 45 độ lên và 65 độ về chứ ok. Nha, em đi luôn chị em mình cái này với giá là 109 càng chục. Rẻ. 109 càng chục, chị em mình mua hẳn một chục để dành mà mang nhá. Đấy, lấy 5 con, còn các 5 con 3 tháng sau lại thay. Nha, chốt lên mã chip xịn luôn dùng nha, 109k một chục. Đó. Chị nào lấy mã chip lên chip luôn dùng nha. Chị nào mà có like nhà Nguyên nhiều mà chưa săn được mã này cũng phí. Giờ cái này size to. Mình nhận được chip xịn chắc rất ok, cảm ơn chị Dung Phạm nhá. Sướng mà. Cái gì mà em về một đợt mà em thấy hàng không sướng, thậm chí em sale lỗ. Thậm chí em sale lỗ, em đẩy cho nó hết. Còn những cái này em về đi về lại chị em mình hai con like nhà em là chị em biết này. Về đợt nào là hết đợt đó, về khách đã mua là hai đặt thêm lắm. Nha, rồi lên mã chip xịn luôn nhá, 109 càng chục. 109 càng chục. Ok chị Nguyễn Thanh Thảo, ok chị Lê Phượng gần nhà. Cái này một chục bản màu của nó cũng toàn màu đẹp không à. Không có size nhỏ nhưng mà này nó co giãn theo form á chị. Nó co giãn theo form, chị nào nhỏ cũng được mua chục về hai mẹ con mang. Mua chục về hai mẹ con mang. Chị nào mà có con gái lớn là 40 kg, 45-50 kg mang hết được hết những cái này. Từ 45 độ lên 65 kg độ về toàn màu đẹp, nhưng mà một chục này tầm khoảng 7 màu, 8 màu thôi. 8 màu. Nhá, chị nào lấy chip xịn comment mã chip xịn luôn dùng là ok. Chị mình cứ thử mua những cái này về đi. Em không tách năm nhá. Không tách năm nhá. 109 càng chục thôi, siêu rẻ. Ok, Thu Thảo Lê luôn, ok chị Lê Phượng. Nha, ok chị Nguyễn Thanh Thảo, 109k một chục. Rẻ, chị em mình tranh thủ mà phát đi. Em lấy chị em mình bộ hãng xịn. Bộ hãng, bộ mì hãng nhé. 109k thôi, chị nào chưa có thì chốt. Cái nào mà hàng đẹp là em hay về tớ về lui lắm. Vì khách hỏi nhiều. Cái này em phải về bao nhiêu chạy là chạy đầu vạn chip này. Vì còn em đóng sách 10 cho em không tách màu vàng nha. Tại sao? Rồi em sẽ mang thử cho chị em mình mã này. MXL2X à. Tầm dưới 60 là ok. Bộ xanh 6 phải độ nam không? Không, bộ này bộ thông thái. Bộ nam sẽ có một bộ sắc nó thông hơn xíu nữa em lên. Cho em màu đi, cho em đi. Màu vàng trước đi. Cứ ưa màu vàng lên màu vàng. Bộ mì nhá. Bộ sọc xanh phía sau. Cái này cho bé tầm khoảng giờ tầm khoảng 13 cái độ về là ok. Tầm 13 độ về là được. Nha, còn size nhỏ thôi. Rồi cho Nguyên lên con nè. Bộ mì xịn nha. Bộ cao cấp nha. Em đang chạy là 129.000. Ui, cái bộ nó đẹp quá kìa. Ui. Bộ đùi. Không có màu khác đâu chị ơi. Hết rồi. Phải đi thử mới được. Nhìn ghê á. Đài size đến 60 kg. Bộ mì nha chị em mình ơi. Chắc mì hàng xịn luôn. Hàng này người ta may dặn ăn mong. Nhưng mà cái quần á, cái kiểu hàng này người ta mang ôm vào trong người chứ không mang rộng như ở lanh nhá. Vì hàng này nó giãn được 3 size. Size L cho chị em là 52 đổ về, XL 55 và 2X chị em 57-58 đổ về. Chị em chúc đẹp. Chị nào gọn lên 60. 129.000. Cái này em đi luôn chị em mình 115.000 nó. Từ từ cái sao cũng được sao. Cứ đánh đi rồi mai cái cũng được sao. Mai cái cũng được.
chứ giờ kích nó rụt 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 khó chịu cái lỗ tai lắm. Em đi nói chị em bộ này 115.000, bộ này là hàng cao cấp nha chị em ơi. Lên luôn dùng mã mì kèm size luôn dùng nhé, mì vàng kèm size, bộ mì vàng kèm size, size L là size tầm 52 đổ về, XL là 55 và 2X chị dễ và 57-58 đổ về, chị em chúc đẹp nha, chắc bao xịn luôn. Chị nào lấy cái này lên mã mì hàng luôn dùng nhé. Bình thường cái hàng tát bộ này là đầu ba hết, đầu ba hết, không có giá rẻ nhé. Được chưa, chị nào lấy cái này lên mã 115.000 nát luôn dùng là ok. Còn hàng đầu ba không có giá rẻ nhé, đài size. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng này, cái này đài size nhé, 115.000. Cái này mà chị em mình đứng đời phí lắm. Áo nguyên đang mang em hết rồi chị ạ. Chị em mình đi mua những cái này hot girl bán chị em 199.000. Cái bộ nào nữa còn bộ này, một bộ nào duy nhất nó cho lên. Hàng này chị nào hai coi hot girl line là toàn bộ là 199.000. Bộ nó sẵn sale cũng là 199.000 nha, không có giá rẻ. Hàng này nhiều khi hàng chợ người ta không bán được hàng này vì nhập vô giá cao đó. Nhập vô giá cao này. Cái bộ này có đúng bộ duy nhất này. Size 52 đổ về chị em chốt đẹp nha, lên mã số 1 luôn dùng nhá, 115.000 dễ về nhìn cặp quần. 115 gọn luôn. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã số 1 có đúng một bộ size 52 đổ về là chị em mình chốt đẹp bộ lửng nhá. Bộ lửng 115, những cái bộ này chị em không chốt à. Phí thiệt luôn. 115.000, ai lấy cái này nữa lên luôn dùng nguyên. Ê, những cái bộ xịn sò này mà chị em mình chốt, chị em mình chốt đầu 4 là nó có giá của đầu 4 nhá. Số 1 này có một bộ, chị nào lấy mã số 1 chốt mã số 1. Số 1 cho chị Nguyễn Thanh Thảo. Có một bộ thôi. Cái này còn bao size L thì. Màu đen này toàn size L, size 52 đổ về. Được 3 bộ size L cho mã này. Được 3 bộ màu đen. Cứ phải hàng hot girl bán chị em mình là 199.000. Cái này lên form đẹp lắm luôn ý. Nha, chị nào lấy cái này lên mã này là mã số 3 dùng nguyên nhất, có 3 bộ. Size toàn bộ là size L, size 52 đổ về. Đây chị em mình nhìn hàng. Còn bộ 52 đổ về, pha mai đằng sau của nó là mai dặn ăn mông. Chị nào sành hàng thì chị em mình biết hàng xịn nha, thì nó là hàng xịn thôi nha. Chốt lên luôn những mã này là mã. Thôi em đi thử đi, thì chị em mình dùng con. Lên luôn những mã này, mã số 3 có được 3 bộ thôi. Không có sale rồi. Form đẹp, chắc đẹp. Rồi nha, lên mã 3 luôn dùng, mã số 5 hết rồi. Huyền Trang. Chị Huyền Trang vô kiểm tra tin nhắn giùm em nhé. Đơn này gửi được. Chị ơi, chị Nguyễn Thanh Thảo, đến lúc nhà em chốt đơn ấy là chị báo cho em nhé. Chị Huyền Trang kiểm tra tin nhắn cho em nhé. Chốt đơn xong gọi không nghe máy. Có thông tin, có địa chỉ, có số điện thoại mà gọi không được, mà nhắn tin không trả lời. Đây chị em mình nhìn form đồ. Đẹp cực kỳ luôn, cái này là form lửng như thế này nhé. Trong nguyên mã này là mã số 3, không phải mã số 5 đâu nhé. Mã số 3 được 3 bộ và size 52 rổ về, chị em chốt ok. Em đi luôn chị em mình bộ này lên 115.000. Hàng này hàng cao cấp nhé, bộ này bộ mì form đẹp, chắc đẹp. Ai lấy cái này lên luôn dùng mã này mã số 3 nhé. 115.000 một bộ. Cứ phải săn hàng hot girl người ta bán cho chị em toàn bộ là giá 199.000 một bộ, không có giá rẻ hơn. Trong cái màu xanh chuối nó luôn còn đài sao. Màu xanh chuối nó còn size XL. Còn được 2 bộ size XL. Nha, lên 2 mã nữa thôi còn lại đi. Chứ còn kém quá, cái này kém quá. Sale giá này mà lên tiếc, tiếc hàng. Tiếc lắm luôn. Đi nhập cái này về giá rất là cao. Còn được 2 bộ xanh chuối này size 55 đổ về. Đến lúc chốt đơn á chị báo cho em nhé. Chứ giờ nhà em không có ấy được. Nè. Cái này có đúng 2 bộ thôi, size 55 đổ về chị em chốt đẹp. Nha, comment mã này mã xanh chuối. 55 đổ về là chốt ok, đúng được 2 bộ, 115.000. Cái này không còn giá nào rẻ hơn nữa đâu. Đấy. Có cả size L với XL. Lên mã phối xanh này hai màu. L với XL nhé.
L là 52 đổ về, à, quên rồi, hai sai. L là 52 đổ về, XL là 55 đổ về, chị em chốt đẹp. Xin chú cho chị Nguyễn Thanh Thảo có size L, không còn giá nào rẻ hơn, em đảm bảo luôn. Vì không bao giờ đi nhập được giá này hết. Đó, chị nào lấy cái này, hàng xịn sò rồi. Bộ mì xịn dùng nguyên nhá, đẹp từ form dáng nhá chị em mình ơi. Chắc thì thôi, bao phê. Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá, xanh chuối comment lên luôn dùng cần xanh. Hai size L và size XL 115.000 lên luôn dùng là được. Xanh chuối hai size. Thì chốt xong nhắn hỏi chị đâu có trả lời gì đâu cho mấy cái bộ đùi nữa. Hả? Xanh chị tê tê luôn. Xanh chị tê tê luôn. Hàng này chuẩn hàng Quảng Châu. Hàng này là đã mua được giá sale. Nha chị em mình đã mua được giá sale, người ta phải cắt đi vì bình thường hàng này đi nhập vô 180.000. Bình thường hàng này đi nhập vô 180.000. Cái này là toàn hàng phải cắt tám như thế này đi vậy mình nè. Để biết là cái này hàng đã lẻ sai được hàng sale rồi. Lấy bộ nam thể thao xanh. Không chị ơi, bộ này bộ nữ. Trời ơi. Bộ này bộ nữ chị ơi. Không phải là bộ nam đâu. Bộ này là bộ thái, thun thái nữ. Bộ này em còn có đúng bộ 115.000 bộ này luôn. Vì bình thường đi nhập cái bộ này vô 180.000 nè. Nha, lên luôn những mã này đỏ đô size 60 chị em mang ok. Toàn bộ chữ này giữ theo. Chị em mình về chỉ cần sờ vô cái chắc là chị em mình đủ biết hàng xịn. Sờ vô chắc đủ biết hàng xịn. Bộ này size 60 màu đô nhá chị em mình ơi. Đẹp lắm luôn ý. Màu đô nhá, chị nào lấy đô size XL. Nhưng mà riêng cái size XL này chị em lấy 60 nhá, 115.000 luôn. Nha, comment mã đô luôn dùng nguyên. Hàng này chạy lẻ là 225.000 một bộ. Nha, số người ta đang chạy lẻ. Em đang không còn thun thái, chờ em vài hôm nữa đi. Sẽ về thái mẫu mới. Nha, lên mã đỏ đô luôn dùng lên 115.000, có 3 bộ nó cho lên nó luôn đi. Còn 3 bộ nó cho lên nó đi. Đỏ đô được con bộ thôi. Chị Nguyệt Thanh Thảo. Còn được 2 bộ đỏ đô nhé, chị nào lấy đỏ đô lên đỏ đô dùng em. Và một bộ màu xám, toàn bộ là size 60. Toàn bộ size 60 nè. Thì hàng luôn dùng em. Thắng đã lắm, về sờ chắc vô dùm em. Size 60kg nhá, chị nào lấy cái này lên mã xám 115.000. Tay của nó tay hơi dơ dơ thế này. 115.000. Cao cấp nha chị em mình ơi, 115 nhá chị em mình, nhìn đường kia mũi chị dùng em. Những cái gì hàng đẹp hàng xịn mà chị em không chốt là em tiếc lắm luôn á. Cái này đi săn hàng chứ không phải là ai cũng nhập được cái này với giá này nhá. Phải săn hàng đấy. Rồi nha, ai lấy cái này lên luôn cho mã xám và đỏ đô, toàn bộ là size XL, size đến 60kg. Là chị em mình chốt được, em còn được 3 bộ nữa hết luôn rồi. Nha, lên gọn luôn chị em mình, giá lên chị em mình 115.000. 115 nhá, được 3 bộ nữa là hết. Chị nào chưa có cái mã này chốt trên tay. Rồi tiếp, cái này đang còn có cái này tiếp nữa. Cái này có túi da này. Cái này còn sót 1 cái. Cái này còn sót cái 75.000. Sót đúng 1 cái nhá, 75.000. Chị nào lấy cái này lên luôn mã 75k luôn nhuận ok nhá. Trong em lên mã này là mã 75, size này là size dành cho chị em mình đến 62 vẫn mang ok. Lên mã lưới 75k đừng con thôi. Chị nào lấy lưới 75 và men lưới 75 đi dưỡng ok nhé con cái thôi. Nha, chị nào lấy lưới 75 và men lưới 75 em lên chị em mình cái chằng. Lên cho nguyên cái này đi. Cái này là hàng khách xả ra cho mình hết hàng rồi, không còn cái nào hết. Lưới 75k nhé con cái. Nè. Con này lên mã xịn 475.000 cái. Lên xịn 475.000 một cái nhé chị em mà nói. Con này sai kia đi gì nè, không thích sai gì nè. Đấy. Em thấy sai. Còn cái nữa chứ mấy. 475. Sai gì, nó sẽ đâu. Ồ, cái này có cá xếp L này. 68 70kg mang ok con này. Nha, 475.000. Size XL nhá. Áo nam nhá. Cái này 70kg. Nó đâu thấy sai. Xé nó hiện size dưới 60 thôi. Nó xé đó. Nè. Hàng này hàng chuẩn hàng luôn, 475.000 một cái. Còn cái này size đến 70, 68, 70 còn đúng cái thôi. Em đi luôn chị em mình con này 95.000 cái. Thì đừng ở bên kia, bỏ cái này để đóng luôn đi. Còn bao nhiêu đóng trả hết đi.
sổ ra đó mai đếm. Đừng cho lên chị nữa. Rồi nha, đi luôn dùng nguyên con này. Em đi luôn chị, mình giá lên chị mình là 95.000 một cái. Chị nào mà nhận hàng con này về sướng này. Cái này em còn sót được mấy con. Đây chị mình thấy tách giá không? 475.000. Hàng này là hàng cao cấp. Em là thích săn những cái hàng như thế này đây này. Thích săn những cái hàng này vì chị mình mua được giá này, giá hàng chợ. Mua giá hàng chợ nhưng là mua hàng cao cấp. Mua hàng cả nửa triệu một cái, bán gần nửa triệu một cái mà em đi chị em 95.000 cái. Chị nào lấy cái này lên mã 95k, size này size 70, còn cả 100 chị coi like mà không chốt những cái mã này, không chốt mã lên lưới luôn à, phải không ta? View này đúng không ấy, coi đến nó bao nhiêu view mà sao đứng đơ này. 65 chắc không còn à, 65 không còn, 65 không còn. Chị nhanh pha một cái áo gần nửa triệu xịn sò nhé. Cái này em còn một cái này. Cái này 64kg đổ về, 64-65. Như anh Tình là bình thường mang size L, nhưng cái này chỉ mang size M thôi. Lên mã M dùng nguyên cái 95k. Thế comment mã M 95 luôn dùng là ok nha. Chị nào lấy M 95, size này đến 64kg là chị em mình chốt đẹp. Áo nam nhá, nó đã lắm. Polo xịn luôn nha, 95k lên mã này. Size M, M 95. Chị nào lấy M 95 có 1 cái à, M 95 có 1, chị nào lấy M 95, chút M95 luôn dùng là ok nhé. M95 có đường cái. Cái này ngon nó hình tròn đúng không? Cao bộ này. Size 57 có, trời có size S cũng không nhỉ. Cho chị Ly Ly Nguyễn cái áo hồi nãy, áo cao cấp ấy, áo nam cao cấp ấy. Coi màu nè. Coi màu mà có size S không? Có size gì còn bỏ lên hết cho mình đi. Đi hết luôn đi. Rồi còn một cái tông mì nữa, em đi chị em 39.000 nốt luôn. Hàng này 55.000. Hàng này 55.000. Em chốt lên chị mình 39.000, hàng này khách xã chứ giờ không còn. Xây mờ chị Lê Nguyễn đi. Xây mờ nãy chị Lê Nguyễn đi. Mì 39k size 57 nha, chốt mã mì 39k và size này size 57 đổ về là chốt đẹp. Khỏe quá nha, cầm em mã mì trắng 39k luôn nhưng là ok. Hàng này khách xã thôi chứ không còn hàng. Riêng tô mì là không còn cái nào hết. Con này lên mã lẫn vô nguyên là được. Con này bo rip nhá, size chị mình để mang đẹp nhất là 55kg. Em đi chị em con này 45k. Rip có cổ nhé, 45k nó luôn này. 45k. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên 45k. Mì cho chị M còn không ta? M màu đó còn không Huyền? M cho chiếc Phương cả. Đi cái này về chiếc Phương vậy chứ sao? Thì chiếc Phương cả 95.000. 95.000. Rồi nhá, con này em đi chị em 45.000. M rồi anh Tỉnh ghi rồi. Con này đi 45.000 chắc Boris nó chị mà nó giảm vô tư. Mì hết rồi chị ơi, hết rồi. Nè, chắc. Mì nó chốt đi, mì cho chị người tình 100 năm. Đây ra hả? Thì chăng đây ra hả? Không có địa chỉ luôn rồi ra. Đây nè. Đây nè, xong nè, nhiều nhiều khách như thế này đây, cứ vô chốt tiếp. Nhà em hỏi cái xong ao ra mất tiêu rồi đây nè. Chị Hiền Trăng lúc nãy nè. Chốt cho vui, lâu lâu vô chốt một cái cho vui. Mấy ký chị ơi, cái này mấy ký? Cái này bao nhiêu ký? Mã này 49k, em còn size 13kg đổ về thôi. 13-14kg đổ về thôi. 49k quần dài này, con này chắc đẹp lắm, con nào siêu thị thế. Mì trắng ăn bắn 39.000. Mì tình 100 năm. Cái này thì kèm số ký luôn, dùng nguyên chính xác số ký. Còn 13-14 cái độ về không có size bự. 39.000 một bộ. À quên lộn, sorry, 49.000 một bộ nha, 49 càng bộ. Có cái màu này đẹp nè, size dưới 60. Chị ơi lên số ký cho em, chính xác số ký cho ok, em biết chốt cái gì. Bộ này trai gái gì mang cũng được hết á. Trai gái gì mang cũng ok. Lên mã màu đẹp luôn dùng nguyên nhé. Cho nguyên màu đẹp luôn dùng, còn được đúng cái hàng khách xã size dưới 60. Bộ sau nữa còn size 5, size 25, 25 cái được, cái này 25 cái được, 25-28 cái là được. Cho chị Trung Kiên Nguyễn size 13, Trung Kiên Nguyễn size 13, xanh bơ á, giờ chị chọn màu chịu luôn, có cái màu này em bóc không có thôi. Ok thì em bóc thôi, 49.000 không chọn màu. Cái mã này từ đầu em cũng không chọn cho chọn màu đâu. Nha, có size thì em bóc thôi, ok thì lên.
Rồi nhá, con này lên mã xịn luôn dùng nguyên. Cái này size dưới 60 nhá. 475.000. Này. Hàng này trong các shop đồ nam cao cấp thôi. Mới hay bán những cái hàng này thôi. Em đi luôn chị em mình con này. Bộ nguyên đang mang có. Có không, không? Màu này không có chị ơi. Màu này không có. Con này em đi luôn chị em mình là 95.000, lên mã màu đẹp luôn dùng nguyên. Màu đẹp này con bộ nhá. Thì cắt tường. Thì cắt tường. Bộ này mà chị nào đã sang sang hàng hàng Quảng Châu ấy, hàng giống như là hàng màu đẹp ok này. Trời ơi, cả nguyên một bộ là hàng thông hơi, cả bộ nam đang còn cặp đây này. Size 65 đổ về 8 mấy nghìn, 89 nghìn, 85 nghìn đi, 85 nghìn luôn đi nha. Rồi lên mã bộ nắp đen 85 nghìn cái bộ này. Hàng của nó là hàng thông hơi này này. Còn hàng xịn không á nha, comment mã bộ nách đen, bộ nam nhé, 85 nghìn một bộ. Toàn bộ là hàng thông hơi nhé. Ok chị Trung Kiên Nguyễn này. Size 65 đổ về nhé. Trong nguyên mã này comment mã bộ nam. Màu đẹp đâu mà 60k trời. Màu đẹp 95k nhưng hết rồi. Hết rồi. Mình còn màu chị ăn. Size M số 4 vô tư á. Chị đó gái yếu. Cái gì như xỉn rượu ấy, đi như xỉn rượu đó. Cầm em mã bộ nam, bộ nam đi chị em 85.000, 85.000 nó. Thế. Mở ra. Chứ sao? Sao mà nhiều chuyện ghê á. Màu nó em hết rồi, màu nó còn được cái hàng, nó hàng xả đấy. Này. Đúng không? Hàng này là hàng. Có chứ, ui. Cái này toàn xe to. Toàn xe 65 hết á. 85.000 cái bộ này, sướng. Chị em nhìn cặp quần. Size 65 đổ về. Nha, so size XL ấy. Comment mã bộ xanh luôn dùng là được. 85.000 những cái bộ này chị em không phát tiếc luôn. Màu xanh này, màu xanh nhạt hơn và màu xám. Còn được 4 bộ. Giá em đây luôn chị em mình là 85.000 một bộ. Chị nào chưa có lên gì không? Cái này nó ở đâu rồi? Cái này xịn ở đâu? Cho đưa em nguyên cặp cho em. Đắt kìa. Đây. Bộ sao của bé chị ơi. Nãy giờ 3 lần rồi đấy. 3 lần rồi đấy. Sang chị Lê Nguyên Nguyên. Con này là hàng khách xã này. Xanh nào đấy, xanh nhạt đúng không? Trời ơi, cái này áo bé nhá, size 25. Size 25. Hàng này đầu trăm nè. 60kg rộng, 65kg hơi rộng đó chị Thu Hà lấy chốt. Comment mã bé xịn con em đi chị em 59k luôn. 59k và size 25, 28 cho cái này nha. Chị nào lấy cái này, chị Lê Nguyên Nguyên có rồi ấy. Con này hàng cao cấp luôn. 4 bộ chị Nguyễn Chiến, cách mới hay cũ thì còn lại. Còn lại mấy bộ đi. Đấy. Ghi đi, ghi 4 bộ đi. Ghi 4 bộ size XL đi. Chị Nguyễn Chiến cách cũ hay mới. Nếu khách mới lên thì chị luôn cho like cho em nha. Rồi cho nguyên con này 59k. Comment mã áo. Áo bé 59k. Đây này. Áo nam hiện tại nguyên còn màu đỏ đô. Size này size 64 đổ về cho size 23kg không có chị Bích Ngọc. Cái này em còn toàn size nhí thôi. Size tầm 12-13kg đổ về. Bé xịn thì Thu Xuân Đào. Không biết nữa. Mua đi chị em mình. Mấy khi có cái hàng này nữa. Còn được mấy cái là dứt mã luôn rồi. Không, nguyên đi 59k rồi. Mình đi 59k. 475.000. Màu đỏ đô nha chị em mình ơi. Size 64 đổ về là chốt đẹp. 64kg đổ về nhá. Em đi luôn chị em mình con này, giá lên chị em mình nè. Còn quần mì, dạ em còn. Quần mì em còn, em chạy chuyên quần mì mà. Bộ bé trai 40kg giờ em không chở. Con này em đi luôn chị em mình 95.000. Hàng nửa triệu nè. Dạ không, em không like đồ bé chị Nguyễn Hương. Hàng này nửa triệu giờ sang chưa tới 100.000. Đây, nên là không sang cái này thì tiếc. Mua đi, không bỏ công nguyên đi săn hàng cho chị em mình. Hàng này không phải chị em mình để, không phải nhà nào cũng có hàng này để mà bán đâu nha. Vì hàng này là hàng toàn hàng, hàng đắt tiền ấy. Hàng cả 500.000, gần 500.000 một cái áo. Ờ, chè, chè uống cả ngày đi. Uống đỏ đỏ ấy. Giống như nước chè trong quê á. À, chè khô ấy. Tại vì nó khô rồi. Mặn chát nữa.
Trừ uống bằng keo là chắc nhất là thật vậy đặc. Ờ uống đi khỏi ngủ luôn. Không có màu trắng. 75 kg không có sai. Còn cái này size 70, Polo Nam thì Thu xinh đẹp. Còn cái size này đến 70. À. Còn cái size này đến 70 coi quần. Nãy giờ có chút công việc không xem được. Không, được X thì trưa mai chị gom like thêm đi. Cho gom thêm một like nữa mà. Đỏ đô cho chị Huyền Anh đẹp lắm, mua thử về đi. Em nói là đây chị Huyền Anh luôn. 85 không chị ơi, không có. Không có size 85 kg. Không có size 85 kg, con này size đến 70 nè. 70 72 vô tư luôn. Tình Ngô 64 kg mà chị mang size M là chị em mình biết. Ôi con này bông trắng 75 kg không mang được. Tình Ngô thử dùng con áo này giùm bà xã cái nào. Tình Ngô. Thử dùng con áo này bà xã cái nào. Bộ năm đêm hết rồi. Không có phạm gì mình kia đó nè. Huyền cho nguyên luôn cái bộ hãng quần dài đó, mình cho lên bán tặng luôn đi. Bộ mango. Áo bộ đuổi mango. Đấy, ờ máy bộ đó coi sai gì, bỏ lên bán tặng luôn bộ hãng. Sướng sang những cái bộ hãng này nó sướng đời. Bảy chục ký. Hả? Cởi ra đi. Rồi cho nguyên con này. Mới mờ. Đại sao? Không bộ mờ. Bộ thông hơi hồi nãy. Còn. Dồn thử đâu ra con. Trời ơi, quần dài nha, đuổi mango nha, bộ hãng rất khác. Coi dồn bên cánh bên đây thử hiện nè, bên cánh hàng sĩ á. Nè. Ha. Mấy cái quần đùi nhỏ nhỏ nó cho lên bán tặng luôn đi. Hồi nãy mấy đứa nó giọt lên ngồi đổ hết xuống. Áo len em lên rồi. Mấy cái quần đùi nó hiện kìa. Hình như đó. Hắn ngồi lên nó đạp đi nó cứ đổ hết xuống. Con nhím miêu đồ cho ai. Nhím miêu đồ cho ai. Rinh hộp dài rồi nó răng. Nói chung nó mới dọn. Này. Cái này bán tặng nha. Giá bán tặng nha. Hàng này em đang xem 109.000. Cái này em đang xem 109.000. Em đi gọn luôn cho trẻ mình luôn nè. Quần dài nhá. Tay của nó là tay dơi dơi. Quần của nó là chắc của nó rủi mango. Cái này thì chỉ có hàng hãng. Chỉ có hàng hãng người ta mới may cái vải này. Vì lên vải, lên bộ này nó rất là đắt. Lên bộ này nó rất là đắt. Nè. Giá hàng tát của nó là 385.000. Em đi luôn trẻ mình bộ này 79.000 luôn. Nha, lên mã bộ hãng. Đài size nhá, size M52. Size L à? 5557 XL60. Cái này phông to nhá chị em ơi. XL60. Toàn bộ chữ của nó là chữ theo. Em đi nó luôn trẻ mình là 79.000. Kèm size cho em đi vợ, đài size. Kèm size cho em đi. Cái này lên kèm size cho Nguyên nhá. 79.000 chị em mình nghe rõ cái giá giùm em. Giá này giá bán tặng nhá. L nè, M nè, XL nè. Gì đó hàng xã à? Chào mấy cô. Xin lỗi chị Bích Ngọc. Chào mấy cô phải tươi cười lên chứ sao đấy. Cười lên chứ. Chào mấy cô. À hôm nay con bị đau tay. CL hết rồi đúng không? Còn CL không? Chị Thí à, Thí Thi Trần. CM. CM thế CM. Đi còn sao? CM chị Hà XL. Tóc tai bù xù quá. Tóc tai bù xù quá. CL còn không? 79.000. Chào mấy cô, hôm nay con bị đau tay. Cái miệng con nó đỏ đỏ đó. Uống hết lon nước ngọt luôn sao? Cô mở tủ uống hết lon nước ngọt luôn. Xin mời coi còn một xanh chuối không Huyền? Trên kia còn một xanh chuối và Huyền. Còn ba con xanh lờ. Nè bóc cái ghế này đi. Bóc ghế này đi, đi lên trên kệ coi còn một xanh chuối không, bỏ xuống xe luôn đi. Mấy cô hỏi con bị đau chỗ nào nhím kìa. Mấy cô hỏi con bị đau chỗ nào kìa. Lại mét đi.
Tại mát tôi bị đau chỗ nào? Bộ này size 68 đổ về. Bộ nam size 68 đổ về. Rồi bộ này size 68 đổ về, 65, 68 đổ về. Ui đẹp chưa nè. Ui xã cái này rộng quá xe chứ không. Tình ngô. Cái này còn bộ bộ đẹp chưa nè. Xe bự rồi. 85.000 size 2X. Lên mã bộ nam size 2X nhé. Hai túi hai bên có khóa kéo hết nha. Bộ nam size 2. Bộ mặt ai lái chưa vậy? Bộ caro sau lưng là 49k. 79k 50kg em hết rồi chị ơi. Bộ nguyên đang mang chưa có khách chốt. Rồi nha, chị nào lấy bộ nam size 2XL 85.000 bộ nè. Rồi nhá, đây nè, cái này còn đại sang. Bộ nam cho chị Hà Huỳnh. Bộ nam nó có CM không Huỳnh? Bộ nam có CM, cho CM mà gì. Bộ nam CM, qua từ từ chạy xíu. CM ấy, có CM không? Bộ nam CM còn màu xám và màu này. Để bộ Nguyên đang mang chị đổ thời trang luôn. Đây nè, bộ nam size nhỏ này. Bộ nam size 2 hết rồi. Bộ nam này size nhỏ, size này tầm 57 đổ về cho size M. Em còn màu xám và màu xanh. Còn màu xám và màu xanh. Size M nhá. Dạ chị ơi, cái này còn tầm 13 kg đổ về. Bộ Nguyên đang mang là 100, size 115.000. Bộ này là bộ mì. Bộ mì nhá. Cái size M ấy. Bộ nam size 68 em hết rồi. Dạ đúng rồi. Cái này nè. Cho chị Anh Huyên Võ Ngọc. Size 2 hết rồi. Size 60 đổ về có lấy size L. Cái này size M còn màu xanh và màu xám. Cái gì? Đây nè, tóc tai. Mấy cô nãy hỏi con bị tao tay chỗ nào? Đang con trả lời. Phải ra trả lời được chứ. Con bị tao tay ở đây nè. Này, con ra nè. Con nói đường hoàng đi. Bị đau tay ở đây mấy cô ơi, con hay đau. Đau nhiều không? Đau ở nhiều không? 35kg mang rộng chị ơi. CL chưa có, CL có không Huyền? Có. Đây CM đã nè. Ủa chị Phạm Huyền 50kg mà sao lại lấy CL? 50kg sao lấy CL, lấy CM thôi chị ơi. CM chứ gì thủy đổ nè. Biết rằng 57 đổ về là chỉ lái size M thôi, nghe rõ giùm em nha. M màu xanh hết luôn rồi. Rồi còn màu xám thôi. Còn màu xám thôi 85.000, người ơi, người đọc cái số ký này mà. 50 kg làm chi lấy size L. Rồi nhá, còn một bộ màu xám nữa là hết size M rồi. Còn một bộ màu xám nữa hết size M nha. Rồi cái này, xám chị Phạm Huyền luôn. Size 62 đổ về nè. Có màu xanh này và màu xám. Hàng này toàn bộ là hàng thông hơi như thế này. Bộ Nguyên mặc lên rồi chị ơi. Bộ Nguyên đang mang là 115.000. Là hàng em sale đó. Trắng nam treo nhưng mà em còn size nhỏ thôi. Size 60kg đổ về thôi, không có size bự. Rồi size L có màu xanh và màu xám 85.000. Riêng size L này Nguyên có màu xanh và màu xám nhé chị em, mà lên đỏ màu cho em. Xanh và xám 85k nha. Ai lấy cái này lên mã nam size L. Không có 80kg vậy. Mỗi tội là không có 80kg. Con size nhỏ 80kg thì lấy cái bộ chị ta. Có L đó chị. Size L có màu xanh với màu xám đó chị, bỏ số bóng. Size 60, 62 đổ về đó. 85.000 đó. Phát đi. Phát đi. Rồi lên cho em mình bộ này. Áo trắng nam đằng sau là 79.000. 79.000 một em. XL. Bộ xanh size 65kg cho chị Hà. Hà Huỳnh xanh à, XL. Có 2X còn tốt. Cái này chị có 2X rồi mà. Quần dài 2 ngắn. Quần như thế này chị ạ. Quần lẫn như thế này nhé. Xám L cho hoa tuy nhiên. Bỏ xem thôi. À cho xem à. Thế bỏ cho chị Khang Thảo lên thông tin trên like cho em đi. Lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên like cho em đi nhé. Rồi cho con bộ này. Size L màu xanh chị Hiệu Trương. Đi lại coi có bóc. Cái này bóc vô cái này. Phải à?
hết à? Sửng ra, sửng ra. Rồi cho lên chị em mình sale nó với chị em mình một hãng này. Em đang còn size M, size L và size XL. ML và XL. Hết cho ai? Thấy đây còn bộ này. Cái này em đang lại tại lắc lắc. Nhưng mà em nói là chỉ còn mỗi size M thôi. Mã phối này còn mỗi size M thôi, không còn size gì hết. Size dưới 60. Chị ơi, chị Khang Thảo lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên line. Còn bộ này size 2X, size 68. Còn được một bộ 2X. Rồi cọc nó có 2X không? Cái này còn size 68 đổ về. Dạ không, em không có đầm. Tới đây không có đầm. Size 65, 68 cho size 2X còn được bộ màu này. Thì nào là 2X, comment 2X luôn dùng là được. Size 65, 68 cái đổ về, bộ là bộ sắt nắp nhá. Chắc bao đã luôn. Hai túi hai bên có khóa kéo này. Túi sau cũng khóa kéo luôn. Hàng này toàn bộ là hàng thông hơi hết. Hàng xịn ấy. Thế được hai bộ 2X, chị nào lấy 2X lên 2X. Không, em không có đầm. Chị Phương Thảo ơi, chị nói đi. Kêu gì, kêu rì đấy. 2X nhá, size số 8 đổ về. Chị nào lấy 2X, comment 2X luôn dùng em nhé. Chị Nguyễn Tâm bộ. Chị Nguyễn Tâm bộ 2X, còn một bộ 2X nữa. 85.000 bộ thôi. Chị Trâm lên bộ 2X nữa là hết bộ 2X. Rồi còn size M, size L. Bộ 5 size 2X rồi. Bộ caro làm sao 4, à, size cái này 13, 14 cái đổ về. Còn 13, 14 đổ về, ok. 49 càng bộ. Hết nhá, hết 2X rồi chị ạ. Còn size XL đổi về thôi. Rồi lên cho em bộ này. Ok, chị Khang Thảo rồi. Hữu Thanh. Hữu Thanh Dương là ở đâu? Hữu Thanh Dương là ở đâu chị ơi? Size L 60 được. Có quần đùi nam à. Quần đùi nam Nguyên bỏ ra một cặp này. Nguyên đang định sale này. Huyền đi thẳng vô trong cái đường ấy dùng em, trong một cái bao vàng ấy. Bỏ ra đền xe mà chưa đem ra. Được chưa? Chị Khang Thảo thấy là ở tỉnh nào? Xã Hữu Thanh Dương là ở đâu? Chưa. Có hai màu thôi và không chọn màu. Cái này còn hai màu thôi. Không chọn màu. Cái nào từ đó giờ là em bán tặng lên là từ ban đầu cũng không chọn màu. Rồi cho nguyên con này với này. Size nè, size M 52 đổ về, size L 55. Size XL chị em mình đến 60 vẫn mang được con này. L 55, 57, M 52, L 55, 57, XL là size đến 60. Không trong một cái bao vàng ấy. Nguyên nhớ không bỏ xuống. Bao cam, bao vàng sắp. Rồi lên luôn dùng mã tầng sale bộ hả nhá. Xã Hữu Thanh nhưng mà lên vào tỉnh nào chị ơi? Hello chị Võ Quỳnh Như nhá. Chị như thế xã thì em đâu biết đâu. Đâu biết ở đâu. Sọc nữa em không. Bộ này, hello chị Võ Quỳnh Như nha. Bộ này em đang còn size M, size L và size XL. Size dưới 60 là chốt ok. Tay của nó tay dơi dơi. Quần của nó là quần dài ống bo. Bán tặng luôn chị em bộ này 79k. Bộ này chị em không săn phí. Theo toàn áo toàn quần luôn. Cái này size mấy ký á chị Phương Thảo ơi? Lên mã bộ 349k kèm số ký cho Nguyên đi. Lên rõ cho Nguyên với. Nàng cái này 79.000 chị em ơi, nghĩ ra không? Cái này là đuổi mango. Nha, có một cái độ co giãn nhẹ nhẹ xíu. Nha, cái này chỉ có hàng hãng mới lên vải này thôi chứ bình thường hàng xưởng người ta. Ok, hàng xưởng người ta không có lên cái này đâu. Lên luôn dùng em con này nhé. Comment mã này mã hãng xanh kèm luôn dùng cái xanh. Thu mẳng lên thì có chưa ta? Có rồi. Hãng xanh nhé. Kèm size luôn dùng MLXL 79.000. Hàng này em đang xem 109.000. À không có nói đi nguyên nhé. Để chị em 79.000. Nghe rõ cái giá dùng em. Bữa nay à, vài hôm nữa chị em mang này rất là sướng. Quần dài nhé. Quần dài ống bo. Tay của nó là tay dơi này. Không phát nữa.
79k. Sao 15kg không vừa à? Thông tầm khoảng 10. Cứ yên đây. Nó bao nhiêu tuổi? 15. Xịn xò chứ dẻo mình á. Mà em đi cho em 79k nha. Ai lấy cái này lên mã hãng xanh kèm size MLXL dùng nguyên nhé, 79.000 nghe rõ cái giá dùng nguyên, không bao giờ đi nhập được ra được giá này đâu nha. Chị nào lấy cái này lên mã hãng xanh kèm luôn dùng cái size kèm size luôn dùng nguyên nhé. Bộ hàng xưởng vậy, mình nghĩ bộ hàng xưởng ấy mà người ta may quần dài lên người ta cũng không đi giá này được. Cha chị nào lấy cái này lên mã bộ hãng xanh 79k kèm size nhá, 79k kèm size. Chị nào chưa có cái này lên chị luôn cầm ly có rẻ quá. Còn một cặp quần nam mẹ bán tặng nó. Cái chân váy hả? Còn một cặp quần nam này. Xin lời cho chị Hiền Nhi. Coi phải hết cho một size này. Size 2. Ok. Thế em phối trắng phía sau chị ơi, nhưng mà size M thôi nhé. Size M còn không Huyền? Bộ size M còn không cho chị Nguyễn Tâm bộ? Cho chị Nguyễn Tâm bộ. Chờ size dưới 60 nha chị Khang Thảo ơi. Còn size dưới 60kg. Rồi cho Nguyên con này. Cái này bán tặng nha. Chị nào đang có đơn đã chốt con này giùm em nha. Chị nào đang có đơn đã chốt con này size 62 đổ về. Đang có đơn hẳn chốt nha. Còn không có đơn em không chốt một cái mã này không ấy. Em nói thiệt luôn. Em đi chị mình con này 25.000. Comment mã quần nam 25. Nó size M à. Cái này do dự những phân thảo size M. Tại dưới này. 13 con. Từ ba con. Nguyên ơi, tối đọc tin nhắn chị từ từ. Mơ Hoàng có đơn chưa? Xanh đen. Xanh size L chị Hương Trần. Xanh size L Hương Trần. Rồi nhá, lên mẫu quần nam 25.000. Size 62 đổ về là chốt ok. Chị nào hiện tại đang có đơn em mới chốt mã này nhé, còn chị nào không có đơn em không chốt mã này nha. Lưu ý luôn dùng Nguyên nhé. Hai túi hai bên đều có khóa kéo hết. Nha, lên mã quần 25 nhưng mà size 62 rồi về. Cái này Huyền đi bị Huyền may bỏ qua xong được. 25.000. Chị nào đang có đơn em mới chốt, còn chị nào không có đơn em bỏ qua mã này nha. Trong mất công 25.000 ngày mai chị em mình đến lúc chốt đơn chị em mình kêu ôi ngon cái xong ít quá tốn đi ship bỏ ra thì mất công. Nên là hẳn chị nào nãy giờ sớm giờ có đơn là em mới chốt mã này. Chỉ vì như thế thôi chứ không phải là. Nha, ai lấy cái này lên luôn dùng mã quần nam 25.000. Nha, cứ có đơn, đã có sẵn đơn là sẽ có cái mã này. Áo trắng na luôn gì Tiết Nguyễn luôn nè. Màu đen nè, màu xanh đen không? Đen này nó bị lái xíu rồi. Đen này nó bị đổi xíu rồi, bị dơ xíu rồi. Bị dơ xíu rồi. Bộ xây mờ luôn chị Thúy Diễm, lên địa chỉ đi chị Thúy Diễm ơi. Bộ nam xây mờ, màu gì đó chị ơi. Màu gì lên màu cho em. Rồi nhá, chị nào lấy mã quần nam tặng 25, lên mã quần nam tặng 25 luôn nữa là được. 25.000. 25.000. Không nhập ra được. Giá chuẩn bán tặng. Đâu? Em đâu đã lên. Chị ơi, chị Nguyễn Chiến nãy giờ vẫn chưa có địa chỉ nha, lên địa chỉ cho em nha. Toàn bộ khách mới kèm cả địa chỉ luôn trên like cho em hết. Áo vô đi chưa mai đi chị ơi. Chưa mai em lên. Chưa mai em lên. Ok chị Phương Thảo. Chúng mình lấy kỳ này kìa. Thế chúng mình lấy kỳ này kìa. Cái hàng về chưa kịp, áo vô đây và chưa kịp. Cái này còn 6 thằng cái. Ok chị. Ok chị Phương Thảo rồi nha. Cái này em có còn 6 thằng cái này. Cái này E74 đổ về là chút đẹp. Trăng váy hai biên, có thằng cái sót vào trong cái bao đồ nào. Cái này bán tặng cho vui thôi. Có túi, cái này em mang rộng nha. E74 như chị em mà nó. E74 đổ về là ok. Quần nào chị thấy Lai Hòa. Cảm ơn mã trăng váy con này xinh. Con này xinh. Nhưng mà eo eo 74. Có chị Bích Ngọc có rồi đó. Quên là áo trắng phối. Là áo không mà. Chị thấy Diễm ơi. Ấm nhưng mà em còn phối đen chứ hết phối xanh đen rồi. Phối đen. Con này em đi luôn chị em 55k luôn. Hàng này em đang sale chị em mình lại 79k này. Váy có túi xếp ly E74 đổ về là chị em chút đẹp. Chăn váy chị Phương Thảo. Trời ơi rẻ quá. Hồi nãy em đọc máy tiền. Em mới vừa đọc máy tiền.
Trang váy mới rồi đọc mấy tiền 59k đúng không? 59k đúng không? Comment giá vô nha. Comment ngu, màu ngu dễ sợ lắm. Giá vô cho em đi. Giá vô, giá vô. Phải không? Em đang đi na, à, đang em đang sale là 79k đấy. Có mà anh thông hải này cũng đẹp. Mà kéo này đẹp lắm chị, có đấy chị ơi, trong cái 59k ấy. Hai cái quần cho chị Anh Hiên và Ngọc có rồi chị ơi, bỏ qua cái mã này đi, mã này em hết hàng rồi. Đây, em qua chị em mình mã này em hết hàng rồi, còn cái này nó bị lỗi xíu, cái này em bán tặng đi tại dưới 60, nhưng mà nó bị lỗi xíu, nó bị dơ xíu này nè, bị dơ xíu chỗ này nè. Thế phố đen chị thấy Diễm đi, cá phố đen con này bị dơ xíu chỗ này nè, này chị em mình đây, mã này mã 59k đi, bị dơ xíu mà so rất là kỹ mới thấy. Ok chị Phương hả, cái này so rất là kỹ mới thấy nha. Comment mã này mã lỗi đi, chúc mã anh lỗi luôn nha, 59k lỗi, cái này so kỹ mới thấy nhá, lên mã lỗi dùng nguyên cái này, có cái lỗi rồi nha, tiếp luôn dùng nguyên con này. Bộ như Nguyên đang mặc cho chị Bích Ngọc. Lấy size này à, size L luôn đó. Quần nam chị Nhi. Cái này cho chị Hồng Phạm Thị Anh. Hồi nãy cho chị gì ta? Cho chị gì Trang ấy, Đỗ Thị Trang bộ chứ gì? Bộ Nguyên đang mang này. Đỗ Thị Trang có bộ chưa? Áo này cho chị Hồng Phạm Thị Anh rồi này. Cái này bị lỗi nha. Em đọc rõ nha. Bị lỗi xíu nhem cái áo xíu. Bị dính màu xíu. Cái này cho chị Hồng Phạm Thị Anh. Còn màu này đẹp lắm, size dưới 60. Tại size M dưới 60. Hàng chuẩn, hàng Hidoly nhé, nhưng mà còn size nhỏ thôi. Ơ thế không thấy á chị, chắc là bị ẩn đó chị bảo, chị Bích Ngọc ơi. Hàng chuẩn, hàng Hidoly nhé, khắp nhà em 10 người nhận là 9 người khen rồi. Hắn rẻ mà hắn đẹp. Cho nguyên mã này, lên mã này là mã khách chốt rồi chị Thúy Diễm ơi, khách chốt rồi. Lên luôn những mã này, mã theo. Comment mã theo luôn những là được nhé. Chị Bích Ngọc bộ với lại chị Đỗ Thị Trang bộ đó. Quần bách ghi có chung sao còn. Còn 79k. Chờ em xíu em lên luôn. Chị cái bộ này 115.000 phải 115 không? 119.000. Quần đùi nam chị Hiệu Trương có chưa? Cái chị Hiệu Trương 79.000. Cái này cho dạ mình dạo khắp luôn á. Trời ơi, lên mã nam theo luôn nhiều nha, 79k. Size này size dưới 60 cho size M nhá. Dưới 60kg thôi nha, size M size nhỏ nhất rồi nè. Ai lấy cái này lên mã nam theo. Nam theo 79k con này. Khắp luôn chị em mình. Ờ Hồng Phạm chị Anh là 59. Lên mã nam theo luôn nhiều nha, 79k con. 79k con nhé. Ai lấy nam theo này. Hàng chuẩn, hàng hay đâu đây, đây này được mấy con đâu thằng. Còn được mấy con thì đây 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 hiện còn được mấy con xây mờ thì 79k con nhé. Ai lấy cái này lên 75kg không có, cho chị Tuyết Nguyễn cái chân váy chị Hằng Ruby Nguyễn không có, cho chị Phương Thảo rồi, chị Phương Thảo, chị Tuyết Nguyễn cái luôn nhỉ, con này cho chị Tuyết Nguyễn cái, cho chị Lê Hoàng cái, hàng chuẩn, hàng Hidoly, hàng xịn đẹp luôn nha. Ai lấy cái này lên luôn dùng luôn, xây mờ đấy, có mỗi size này chứ mấy, size dưới 60 nha, con này là size dưới 60kg. Ai lấy cái này nữa lên luôn dùng nhé, size dưới 60. Áo nâu chữ con này 75k, size 62. 75k và size 62 còn đúng cái đó thôi. Và kêu lên luôn. Nam theo chị Nguyễn Tâm luôn. Rồi giá trị nào lấy mã nam theo, chứ mã nam theo như là được. Nam theo nha, cho chị Nguyễn Thanh Thảo luôn thì. Còn mỗi size M không có hàng về. Đang không có hàng về. Hóng lắm luôn ấy. Rồi nhá, ai lấy cái mã đó thì lên luôn dùng mã nam theo. Còn mấy mã nam theo thì tất cả các mã hình như là còn còn là xây mờ thôi, tất cả các mã còn toàn ở xây mờ thôi, bao còn nữa không nhỉ, cái này đó là gì, ở đây còn cái này xây bự nè, cái này xây 2x này chị em mình ơi, còn cái này xây 2 này, xây này 72 gọn lên 75kg cũng được, phối nâu, phối nâu. Đấy. Cái này là anh nam nào 72kg và gọn lên 75kg
Còn bắp kiwi bắp luôn dùng nguyên cái gì? Cái cây chung sao ở phía bên trước nè, phía phía đối ở phía bên hàng sĩ. Em rất là sĩ. Không đài sai, một đài thì được cái mùa hàng cây đó. Chị Mơ Nguyễn là chị đặt khoác riêng ấy, bỏ cho chị cái khoác riêng luôn để quên. Ok chị, khoác riêng ấy, chữ sao này, chị Mơ Nguyễn. Rồi lên luôn như này, áo nam này size to nha, con này size 2X là. Ờ chữ sao. Khoác riêng vẫn có hai mã chữ sao với lại nút sao. Con này size 2XL. Từng này cái và hai tờ cho chị hồi nãy đi, chị gì ta, mơ Nguyễn có nãy giờ mới thấy comment của chị Nguyễn Lê Hoa luôn nè, tới cái gì hết chị ạ. Chị Mơ Nguyễn ghi cái số điện thoại vô, ngày mai tìm chưa thấy thông tin ở đâu cái số điện thoại chị. 31/21 Ngô Quyền thôi. Chúng ta số điện thoại này thì chiếc điều hòa nhà em sẵn hàng mà. Áo nào gì phía sau à? Con này khoác vậy. Chiếc điều hòa nhà em sẵn hàng. Con này size 2, con này màu này rất là đẹp. Size này là size 70-72, còn anh nam nào gọn lên 75kg mang ok con này cho size 2 nha. Chị nào lấy cái này lên size 2 luôn dùng đi nhá. Size 2X. Dạ có, cái này trai gái gì mang cũng được hết chị ạ. Cái này bé trai bé gái gì mang cũng được hết á. Chị ân thì chị chốt thôi nha. Thế cái này tên tình trừ lại. Lên mã áo nam size 2X 79k con nè. Dạ chị ơi, chốt đơn xong là đi đơn hết rồi. Bây giờ à, giờ mà hỏi em cái nào mà bên nhà em chốt đơn qua, ok hai bên là đãi đơn hết rồi. Bây giờ hỏi đi chưa em không biết, tại vì em không chốt đơn. Rồi nha, comment lên luôn những mã này. Áo nam size 2X. Size này là size 70-72 và anh nam nào gọn lên 75kg mang được luôn dùng nguyên cái này. Nha, lên mã nam size 2 79k con. Được mấy cái. Đâu, hàng nhà em sẵn, mai gọi qua cho em đi. 49k cái bộ này cho chị Nguyễn Thanh Thảo cái gì. Cho chị Phạm Huyền cái. Phạm Huyền cái. Bộ này là 49.000. Nhá chị nhá, chị lấy chốt. Cho chị Phan Thị Mỹ Lưỡng luôn. Cho chị Nhiên Nguyễn. Rồi còn một cái nữa là hết. Còn một cái nữa là hết. Ai lấy cái này lên luôn dùng size to. Size này là size 72-75 và gọn. 70-72 và gọn lên 75 nha. Chị nào lấy cái này lên mã nam size 2. Còn được một bộ nam size 2 nữa là hết rồi nha. Chị nào chưa có nam size 2 chút nam size 2 thì tiếc Nguyễn là hết. Size 2 em còn cái màu đen này đi. Size 2 còn cái màu đen. Còn hai cái màu đen 79k con. Rồi chị em mình tranh thủ phát. Hàng chuẩn, hàng Hero Ly, hàng đẹp luôn nha, mà đi 79.000 con. Hay lúc mà em chưa bán đồ nam em không nghĩ là đồ nam mà lên được giá rẻ này. Như thế này nhá, trai gái gì mang cũng được, chị ok chốt nha. Ok chị lên hoa luôn. Rồi đi luôn chị em, cái này còn đúng hai con. Lên mã nút đen. Thì hai cái có mà. Nút đen này em còn hai cái. Nha, em đi luôn chị em mình con này giá lên chị em 75.000 cái. À quên lộn, sorry, 79.000 cái. 79k cái nhé, còn được hai cái nút đen. Chị Nguyễn Chiến hồi nãy giờ không lên địa chỉ phải không Nguyễn? Nguyễn đi chưa? Chị ơi, chị không lên địa chỉ sao chốt đơn? Nãy giờ em thấy chốt mấy mã rồi. Lên địa chỉ cho em đi chứ. Xác định mua hàng phải lên địa chỉ cho em nha. Còn không 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 lên địa chỉ là chịu luôn. 79k con này size 2. Có viên chờ em xíu. Nha, chị nào lấy cái này lên nút đen luôn cho được nhá. Hết rồi chị Kiều Mai. Hết rồi. Cái chị Nguyễn Thanh Thảo, có hai hết rồi. Cái còn hàng nữa đó. Nó rơi rớt rớt lại mấy cái thôi. Hết luôn đấy, tổng kết luôn rồi đấy chị em. Hết hàng luôn. Không còn hàng gì cả luôn. Rồi có hàng nè. Không phải. Hết rồi. Có bình nha chị em. Bóc riêng này mới có hai mã phôm thì chị em 60-62 mang cũng được. Ok.
mua hàng nhà nguyên mấy cái nỗi shipper đến giao không có nhà, cứ quăng vô nhà, không cần lấy tiền à. À quần bách ghi kìa, quần bách ghi, bóc cho quần bách ghi. Hai mã nha, mã này em có mã nút sau này và mã chữ sau, cái này là full size. Nút đen đâu có size nhỏ đâu Hiền Hề, nút đen có mỗi size 2X thôi, mỗi size 2X thôi, hết size rồi. Từ từ Hiền bóc vô. Màu đen còn nửa cái nè. Phía sau con này là phía sau nút nè, có kiểu nút nè, kiểu chữ nè. Form này chị em lấy 62 vô tư. Cái này hàng free size nhá. Nguyên nói là bao nhiêu đợt hàng mà chắc là quyết tâm đợt này phải có một cái. Ông không lấy tiền, bữa sau ghé lấy. Cái này phone này chị em mình từ 40, cái này chị em mình mua một cặp hai mẹ con ăn cũng được. Mà đặc biệt cái này chị em thấy sao? Chị em mình mới có mấy đứa học từ cấp 2 đổ lên, nó rất là ghiền kiểu nè. Ring có mũ nhá. Mình mang được. Nhỏ mang được, lớn mang được, này rất là dễ luôn. Phone này chị em mình từ 40, 60 mang ok nè. Từ 40, 60 mang ok. Em nói là bao nhiêu đợt hàng về em trừ à. Đợt nào cũng trừ cái mà cuối cùng không có cái nào hết. Cứ khách lên nhà em ơi, để chị luôn đi. Bé chị thích đó, thiệt em không nói điêu đâu. Hai đợt hàng, ba đợt hàng này, ba đợt hàng, đến lúc đi chơi mà đi sụp cái con hàng này để tìm không ra luôn. 169k con có riêng phải hàng này chị em mình đi mua 250-280. Cái này lên luôn mà nút dùng nguyên nhá. Con này là chị em mình đi ra ngoài mua 250-280, phía sau là nút như này đó. Chị nào lấy nút chút nút luôn, dùng cái nút kiểu có hai mã em sẽ mang thử chị em mình luôn, mã nút và mã chữ nha. Cái nào không có chữ, có họa tiết toàn bộ là chữ theo, không có in nhá, toàn bộ là theo nhá. Như cái mã này theo kiểu đằng trước một xíu này đó. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nhá, 169k hàng con. Riêng có mũ và em mang luôn chị em mình mã theo luôn chị em mình xem nha. Cái chữ à, cái chữ treo sau là cái nào, lên mã riêng nút hoặc là riêng chữ luôn dùng là ok. Từ từ chạy em xíu, lên đúng mã là riêng nút hoặc là riêng chữ cho nó khỏi bị nhầm nha. Đó, trẻ mình lên đúng mã riêng nút hoặc là riêng chữ, 169k lên. Phong 40 đến 60 62 đều mang ok hết. Có hai kiểu thôi. Có hai kiểu thôi. Bắt ghi từ từ chờ em xíu chị ơi. Đúng mã riêng nút hoặc là riêng chữ luôn dùng ha, riêng chữ cái gì Bích Ngọc. Chị ơi, em like em nói rõ mà, có size gì em bóc size đó chứ em đâu có nói là sẽ bóc 3 lỗ hay bóc 2 dây đâu. Đúng không? Đâu có, bên nhà em nói là có size nào là bóc size đó thôi. Chứ đâu phải là em kêu là em sẽ bóc cả 3 lỗ cả 2 dây đâu. Cứ có size là em bóc vì hàng em sale rồi. Tiên chữ có gì cẩm lên. Dạ không chị ơi. Rồi nhá, chị nào thích cái nào lên. Có cả chữ, có cả nút nhé. Chữ à, chữ là đằng sau thế này. Theo thế này. Cái nào có chữ là nó sẽ theo. Đây, cái này chưa cắt nút, chứ cắt nút vô đóng thùng, đóng vô nó đẹp lắm. Chưa cắt nút này hơi thùng thình xíu nha. 169.000, chữ luôn chẩm lê luôn nè. 169k hàng con nhé. Đó, chị nào chưa có cái mã này lên mã riêng chữ hoặc là riêng nút luôn dùng là ok. 169. Em đi chị em mình mã bách ghi đây nè. Còn sai chữ gì? LXL2XL chung sao đây, nhưng sao dữ mang đúng không, chị nào bụng to bụng nhỏ gì mang được hết. Trong nguyên L cho trẻ mà 55 đổ về, XL trẻ mà 57, riêng chữ gì Lý Trần luôn, riêng chữ Lý Trần. L là size 55 đổ về, XL trẻ mà 57 đổ về, 2X chị em chốt 60, riêng chữ chị nhanh phan luôn, riêng chữ chị nhanh phan luôn. Phía sau lưng của nó là thun như thế này, ba size còn mấy cái thôi. L nhớ luôn nhiều 55 độ về, XL 57, 2X cho chị em lấy 60 nha, từng nữa thôi. Em đi chị em mình mua con này với giá là 79k, lên mã công sở luôn nhiều là được nhá. Lưng thun sau 79k con, ba size còn ba size thôi.
lên mã đen kèm size. Đen em có 3 size L, XL, 2XL. Chốt nhanh tay như vậy mà nữa, đang còn lẻ size ra rồi. 79k một em. Linh tung sao thì nó rất là dễ mang, chị nào bụng to bụng nhỏ gì cũng giãn ra hết. Đó, chị nào lấy cái này lên luôn cho mã đen kèm size luôn giờ được nhé. Đen kèm size 79k chốt lên cho em nhé. Đó, chị nào chưa có cái mã này lên nhanh. Kêu cái này thì chốt nhanh tay này, đen dùng nguyên nha. Lên đen luôn dùng nguyên. Còn cái màu xanh thì còn làm sao? Hát xanh còn được 3 size. Xanh còn được 3 size. Màu xanh thì còn được 3 size, CM, CL. M cho 52, L cho 55, 3X cho 60. Màu đen thì còn 3 size. À quên, lộ màu xanh còn 3 size. Cái này có size nhỏ, sẽ thử cho em mình một cái đi, cho em mình dùng cái form nha. Lên mã xanh luôn vừa được nhá. XL là size đến 60 quá chị. Thúi rồi. Mãng cầu trên đường thúi luôn rồi chị. Trời ơi, mãng cầu dai nó mua gần cả 100.000. Thì biết thì đen cho CL chị Bích Ngọc. XL cho chị Huỳnh Tú Anh lên thông tin cho em. Em mang tới mắt cá chăn. Em mới 54 thì tới mắt cá chăn. Đẹp lắm luôn. Có cái mã này khác rồi hả? Mã này khác rồi hả? Mã này là mã một nút bên rồi. Phải đẹp quá, rẻ quá đúng không? 55kg lấy xe lửa. Còn không? Xe lửa được 62kg không vừa. Mã này đúng không? Chị lấy cái size nhỏ này không chắc đâu. Cái này em còn lẻ tẻ. 25.000 ba cái đúng không mà. Em còn tùm lum á, giờ bị vú sọn ba lỗ em không chọn được đâu. Ba lỗ đâu rất tới cái gì hàng này xã rồi, Diều Nguyễn mày xã. Biết biết đi có ai mà đi đi. Chắc không có đâu chị ơi. Chắc không có đâu, cái này rồi đúng không? Xanh sấy rồi chút chút. Mã này đúng không? 55.000 ba cái, hàng này hàng nội địa trung. Xanh đây, xanh đây. Xanh này mã nút bên này nè. Chị lấy hạnh nào đây ta. Xanh này đâu có XL. Xanh chỉ có size M nguyên 52kg. Rồi đứng có trong cái ghế đi. Cho khách đứng này, cho khách dồn cái form này. Ghế cao nó cũng được. Ghế cao nó cũng được. Nguyên 1m54 sẽ tới mắt cá chân. Có bách ghi á. Không dài mà cũng không phải. Chị em mình dùng cái form. Nguyên đang mang size M, nguyên 52kg đang mang size M. Nhưng mà nó không có ba lỗ nữa đâu chị, nó sang sang thôi. Nè. Đẹp chưa? Trời ơi, 79.000 luôn. Xanh này đang có size M. Cho chị em mình 50-52 độ về. Size XL. À size L cho chị em mình 55. Và 3X cho chị em 60, chị nào gọn, ví dụ mông chị em không quá to, chị em đến 62 cái vẫn mang được. Nha, lưng thun dễ mang mà. Xanh này có 3 cái thôi. Xanh này có đúng 3 cái, không có XL nha chị Lê Hạnh nhé. Xanh này có 3 cái, một cái size M, một cái size L và một cái size 3X. Nha. Màu đen không? Mã này mã mấy đó gì? 56 đi đâu có màu chuyên ở đâu đúng không? Được chưa, chị nào lấy xanh kèm size. Cái này chị ok chốt thôi cho em, không lọc được riêng cái ba lỗ. Nó có khi có một set có cả ba lỗ, có cả hai dây bóc đường, có size nào là em chốt size đó à. Ok thì lên nhé. Đẹp, cái này mua để dành nó cũng sướng. Thì cái hàng này em nói hàng riêng mà hàng nội địa Trung ấy, nhiều khi nó xịn hơn cả hàng Mỹ. Riêng hàng nội địa Trung là nhiều khi nó xịn hơn cả hàng Mỹ. Mà đi ba con như thế này là chỉ có cái này mình còn size nhỏ không. Cái này còn say say không nói chứ tầm con nít nó tầm khoảng 30-32kg thôi, tầm 32 kg độ về thôi nha. Cái này thì em đi luôn trẻ mình là 55.000 ba con, rẻ quá. Em thấy con này rất là rẻ, hàng này hàng nội địa Trung. Trẻ mình mà hay mua cái này trong các shop, trẻ mình nhìn cái chữ này toàn hàng đắt tiền không này. Toàn bộ hàng này là hàng đắt tiền không này. 55.000 ba con.
Cái này chắc còn tầm ba mấy ký đổ về, ba hai ký đổ về sang. Còn được mấy hộp chứ mấy. À, chị ok thì chốt thôi, cho em không 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 lọc được là áo ba lỗ hay áo hai dây nhé. Cảm thấy ok là lên nha. Đây, áo hai dây. Áo hai dây. Hàng nội địa Trung 55.000 ba cái, rẻ. Chưa tới 20.000 con. Hàng này chưa tới 20.000 con. Chị em mình tính đi, rẻ chưa? Rồi mã Nguyên Đăng mang còn màu chi cho màu chi màu chì à. Mã Y Nguyên Đăng mang thì còn màu chì nữa thôi. Mã Y Nguyên Đăng mang còn màu chì, chị nào lấy màu chì chốt nhé. Y như Nguyên Đăng mang còn màu chì thôi. Đài sai, à không, size L. Size L, size 3 với lại size đấy, lẻ tẻ thôi. Size 2. Thì size nào có 3 lỗ? Một dây thì lại không, không có đâu, chắc không có, em không nhận đơn nhé, không nhận đâu, chắc không có đâu. Trả tiền chứ không ra đâu. Chị Bích Ngọc ơi, lên size cho em hộp mà hộp áo nó mình kèm size cho em nhé. Riêng cái mã như Nguyên Đăng mang còn màu này nữa nè. Còn được ba cái nữa là hết. Còn cái size L, cái size 2 với cái size 3. Size L 55 đổ về. M tầm 50 năm, em 52 kg nè, em đang mang size M nè. Đang mang size M đấy. Nguyên 52 kg đây nè. Đang mang size M đi chị em mình thấy không? Mang thực tế chị em mình xem luôn mà. Rồi nhá, chị nào thích cái này lên mã xanh. Còn cái này màu chì này đang còn cái size L với lại hai cái. Chị ơi chị cứ lên số ký cho em bóc thôi. Cái hộp ấy áo hai dây bé cứ lên số ký là nhà em bóc thôi. Rồi nha, lên mã chì kèm size luôn dùng nguyên em đi chị em mình, con này giá lên chị em 79k. Lưng chung sau dễ mang. Dễ mang cực kỳ luôn. Ai lấy cái này nữa lên chút luôn dùng nguyên. Nha, em đi luôn chị em mình là 79k được em. Cái mã này thì chị này mới chốt khi tối 55 đổ về bộ nam sale chị em 59k. Đi dùm nguyên là 2 dây 25k, 25kg lộ. Bộ đuổi đỏ đô có 1 cái thôi. Chống nắng tối nay em không lên. Chống nắng còn chống nắng dài nhưng mà tối nay em không lên like rồi. Mình xây mờ có 1 cái thì chị Thu Hài. Có 1 cái thì chị Thu Hài. Có 2 hộp cho chị Bích Ngọc. Hai hồ chi Bích Ngọc. Ok, chị Thu Hà xanh. Chị Thu Hà xanh thì như 79k. Bộ này em đi chị em 59k luôn. Bộ này hàng 85k của em này chắc đủ nhất. Nè, 55 đổ về. 62kg á, chị lấy màu gì á chị ơi? Lên màu cho em đi. Lên màu cho em đi. Màu chì 62kg. À, màu chì à. 62kg, nhưng mà mông không quá to nhé. Chị cũng bỏ xuống ở lấy C3 được. Lấy C3 đi. Bộ này em đi dẻo 59k luôn. Size này dẻo mà 55 độ về. Bộ 59 thì chị Bích Ngọc luôn. Hàng này khách xả cho em hết rồi. Size 64. Màu đẹp. 95.000. Lên mã xịn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy xịn lên xịn luôn dùng là ok nhé. Xịn 95.000 một con luôn. Và size này là size 65 độ về. Hồi nãy là mơ hoàng chứ phải mơ Nguyễn nhé. Mơ hoàng. Mày sượt à? Lên mã này là mã xịn 95. Ok, chị Khang Thảo rồi. Cho Nguyên lên mã này là mã xịn 95 luôn, dù Nguyên là ok. Con này là size dành cho những anh nam nào đến 64kg. Thế thì bỏ ra, không chắc thì bỏ ra đó chị ơi, chứ không mất công lắm luôn ý. Dưới 100 ý là được. Trên 100 thì bỏ qua nhé. Trên 100 thì bỏ qua cái mã đó giùm em nhé. Dưới 100 thì còn món trang được, còn trên 100 thì bỏ qua cho em. Rồi lên luôn cho mã này là mã xình luôn dùm em nhé. Size này dành cho những anh nam là 65 độ về là chỗ ok. Mà cái like xuống dùm em đi bóc áo cùng cái đó. Còn cái này. Còn mã nâu thì còn xây mờ em ơi. Em quyền ơi là em quyền cái này.
một cái cọc áo không? Áo body dày tay á, chị mới chị bóc ra. Sao? Cắt rồi. Đấy. Hạ cái cây lai xuống gì mà sợ cái sao? Lên lại tải cái này nữa được không? À, lên xíu xíu lên đi. Rồi về đi. À, lấy bị chày. Nào này 145 nghìn nữa chị. Còn lẻ tẻ này cũng chưa soạn ra để like. Đang còn lẻ tẻ này cũng chưa soạn ra để like. Con này có 1 cái à. Hồi nãy số 60 rồi. Hôm nay 60 chị em mang được. Đây mã sọc 60 còn cái. Sọc 60 đang còn 1 cái đó. Chị nào lấy sọc 60 comment mã sọc 60 luôn vô. Ok. Áo lưới có cổ em like rồi. Lên rồi hết rồi. Con này có 1 cái. Con này còn cái 95k size 57 nè. Size 57 nhá. Chị nào mà gọn người là lên được 60kg cho cái mã này. Nha, size 57 đổ về. Comment mã này mã nâu 95.000. Nha. Chị nào lấy nâu 95 chút lên luôn nhuận là ok. Con này là bolo mắt chim chắc đẹp lắm luôn ý. Bolo mắt chim nhá, xịn sò. Đi 95.000 con này màu nâu nhá. Còn cái này, lấy cái này chút lên luôn nhuận. Em đi nốt cái cọc này nữa là em ngưng nhá. Cọc lãi tả này nè em ngưng. Áo nam này đang còn mấy cái size M. Size dưới 60. Có màu vàng, màu nâu, màu vàng, màu nâu nha. Ai lấy cái này lên luôn dùng đi. Sao thấy đụng có xíu xíu vậy? Bên em đóng đụng có xíu xíu. Ôi cái này size XL. Eo. Cái này size XL này, áo nam size XL này. Size 68. Ồ, khách hỏi XL quá chừng. Ui, khá kỹ quá mà. Đây được 3 cái size XL luôn. Size 65, 68. Ui trẻ mà nói nhanh đi. Nhiều khách hỏi lắm luôn á, có 3 cái thôi. 79k con size em ngưng ấy. Nhá, xong mã này em ngưng luôn nhá. Chị nào lấy nam XL. Nhiều khách hỏi lắm luôn ấy. Đó là size XL không còn cái màu nào hết. Đây, giờ lòi ra được 3 con size XL. Chị nào lấy nam size XL chốt lên luôn dùng nguyên nhá, size em ngưng like nhé trẻ mà nói. Size XL là size dành cho những anh nam nào đến 65, 68 kia là ok. Được 3 con, 79k con. Xong em tắt like nhé, chị nào lấy chút nhanh tay. Sao ngưng cái hàng trẻ mình qua like ngày mai nhé chị em mình. Mai chắc có là cả bolo bé. Y cái mã này nè. Y cái hàng này có cả bolo bé, cả bolo nữ nữa. Cả bé, cả nữ là sẽ có hàng. Thì ngày mai chắc là sale về tiền. Rồi nhá, lên mã XL chị Tuyết Nguyễn cái. Xong em ngưng nhá, bye bye chị em mình luôn nha. Nói không, còn em chút hay luôn à. Thì còn được 3 cái thì không chênh nhau nhiều đâu. Không chênh nhau nhiều. Mang nam mang rộng rãi cũng được, sợ nó chặt thôi chứ còn mang rộng rãi không sao. Rồi nha, ai lấy cái này chốt lên cho em. Xong em ngưng nha, bye bye chị em mình luôn nha. Hẹn chị em ngày mai. Cái này cho chị tiếp những cái. Tiếp những một cái. Chị Bích Ngọc á, chị gom mấy like rồi cho xanh không còn. Nhà em chỉ chơi highlight thôi. Rồi bye bye chị em mình luôn nha.